chưa rõ nghe chị tiết. Sáng nay sau hôm nay tạo đơn tiết kiệm đi, đơn tiết kiệm này sáng chưa ai tạo hết. Đơn tiết kiệm chưa tạo đây này, tranh thủ tạo chứ không. Bỏ lên đây 6, 8, 10, 23. Ra đơn là chúng ta sáng lên một đúng rồi, 30 đơn. Cái này đây theo mã này phòng em Nam. Chuẩn bị lên những cái hàng hot trend thì đầu giờ thì bán. Đây thì tài phòng 6. Rồi 207 thì hơi hơn là gì đó, chia hai đâu. Chọn cái hàng khu vực zin hôm giờ hàng của BB đâu hết rồi. Hello, hello các tình yêu của em nha. Chào các bạn nha. Chúc các bạn một buổi chiều phải nói là cứ rực rỡ và nhiều mùa xuân. Chiều hôm nay là chị em mình sẽ tập trung vào chiến zin set bộ, và đặc biệt là có những cái bộ hàng bé trai về mới đẹp lắm luôn á. Bộ trai bé gái nha mọi người nhé. Để hàng chủ yếu là hàng bán Tết, tập trung 100% là hàng bán Tết hết mọi người ha. Ngày hôm nay, chiều hôm nay và tối ngày hôm nay chị em mình sẽ chiến tích cực 2K. Và ngày mai bên em sẽ đi hàng cho mọi người hết luôn trong ngày mai mọi người ha. Rồi ai có mặt ở trong live comment lên chúng em với ạ, chuẩn bị chiến đấu. Hàng của live trước là tụi em đã đi hết sạch rồi mọi người nhá. Đây em đã đi hết rồi. Ngày hôm qua sau lưng em là toàn bộ đều là hàng, thì hôm nay đã đi hết rồi, bóc gọn hết rồi sáng nay rồi nha. Chỉ còn ở đây khoảng tầm còn 13 đơn nữa, 13 14 đơn nữa thì là những 13 14 đơn, những bạn nào là 13 14 bạn này chưa chuyển khoản thì các bạn chuyển khoản luôn, để lát nữa chiều nay thì em bóc nốt là hết luôn. Ha, áo trắng bé gái có không chị hả? Khánh Ngân, hello Khánh Ngân. Áo trắng bé gái chị Khánh Ngân ơi. Ok, chiều hôm nay là chị em mình sẽ chiến máu lửa để có thể là đi hàng. Tức là bên em là hôm nay là thứ năm, hôm nay thì trên tinh thần là chị em mình là thứ năm. Em live hết tối nay cho tới tối nay lớp 12 giờ đêm giống như ngày hôm qua. Và ngày mai là thứ sáu, thứ bảy chị em sẽ chốt đơn và chủ nhật chị em nghỉ. Ha, ok chưa? Hoa Lê đi hộ pha hôm giờ rồi mà ta. Ồ sao kỳ vậy ta? Kiểm tra cho. Ừ, Hoa Lê. Ủa em ơi, cái set siêu nhân đó. Cái set siêu nhân á hả? Ok, bạn nào lại báo em nhé. Các bạn lưu ý giùm em là Nhung và chuyên lai sỉ hàng trẻ em nha mọi người ơi, lai sỉ hàng trẻ em và hàng shop. Do đó là những bạn nào mà đang kinh doanh quần áo trẻ em thì rất là hoan nghênh mọi người về với đội của em Nhung. Và các bạn sỉ mới lưu ý giùm em số điện thoại em ghim trên màn hình ha. Số điện thoại ghim trên màn hình là 0906749049. Tất cả mọi người lưu ý là ép Zalo số điện thoại này và đặt cọc giùm em. Đặt cọc 1 triệu để lấy hàng mọi người nha. Và tiền cọc của các bạn sẽ trừ vào đơn đầu tiên. Tiền cọc của bên em sẽ không giữ tiền cọc, mọi người lưu ý giùm em nhé. Tiền cọc các bạn sẽ tự trừ vào đơn đầu tiên khi chốt đơn luôn giúp em luôn. Được chưa? Rồi sẵn sàng chưa mọi người? Ai có mặt ở trong live comment lên nhé để chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Em ơi cái bộ jean. Khánh Ngân là bạn nào ta? Khánh Ngân là khách sỉ của chị Nhung à? Khánh Ngân ơi, Khánh Ngân. Bé Khánh Ngân này, chị Nhung có Khánh Ngân mà khách sỉ của chị Nhung Khánh Ngân, nhưng mà hôm nay avatar hơi lạ. Đẹp gái quá. Đúng rồi. Không biết có phải không? Đó là hỏi đấy. Qua anh phải chờ cũng đến 30 phút. Anh thấy anh ở bên đây uống hết một lon một hút rồi bay sang bên kia chưa đến đâu cả. Đông nó đông mà nó làm việc chậm. Ừ, có nhiều chỗ nó làm việc chậm chạp lắm. Đi bắt được mình luôn. Cái câu châu em thấy nó đông rồi không? Em bảo ông gửi em có là em phải chờ 5 phút đâu. Đúng rồi, có con đây hôm nay. Tối hôm qua đợi mà ngủ quên đi sáng sụp mặt nguồn luôn. Mi Hạnh Trần ơi, hàng qua, hàng ngày hôm qua hết sạch luôn rồi. Hôm nay chỉ có bộ hot đi bé gái gì. À năm nay thì đừng lên lửng bé gái. Em coi để ý cho xem có lửng bé gái lên đầu tiên. Khánh Ngân ở bên Hòa, ok chị Nhung thấy rồi, đi xe Hùng Lan. Hùng Lan, ok, áo bé gái còn bao nhiêu ri đem ra chị Nhung xả hết cho mọi người luôn. Áo bé gái nha, mọi người nha. Báo vào
Anh Vinh không? Chị lên muộn quá thì em ngủ mà chưa. Rồi, còn quần kaki dài không hả? Quần kaki dài chắc còn ít đấy nhà bạn, nhưng không biết còn size nào luôn hả? Hồng Thắm ơi. Quần kaki dài thì không biết là còn size nào luôn. Hôm nay là lên jean nè. Hôm nay là jean nè, jean ông bát ông le hàng của BB mọi người nha. Hôm nay là jean BB sale luôn á. Rồi, jean gọi là siêu VIP siêu xịn luôn ha. Rồi áo lẻ áo đồ này kia lên luôn. Hả? Biết chân lão mà lớn gì vậy? Chỉ đi nước ngoài. Không đi cùng đối. Lào chiều nay phải đi. Bên Lào chiều nay đi. Hai mới đóng rồi. Viên chân Lào. Chiều. Tí chuyển khoản luôn rồi, bóc hàng của tí luôn. Thì khi ở dưới cái lỗ cầu thang kia nó ở chung. À chị nhận được 5 triệu dưới chưa? Có 5 triệu dưới sáng nay chuyển vào. Bên Lào bao nhiêu hàng vậy? Chủ kích gì không? Một lần 5 triệu, một lần 5 trăm. Rồi, ok rồi. À, xong ăn kíp hả? Rồi, ok, chị nhận được. Áo lẻ đây còn ít nè. Áo lẻ còn ít nha mọi người nha. Áo lẻ còn ít đây. Hàng sale mọi người nha. Đây em lên luôn cho mọi người luôn này. Đây áo lẻ bé gái đây này. Áo lẻ bé gái màu trắng chắc không còn rồi Khánh Ngân ơi. Rồi màu hồng này còn bao nhiêu ri nè? Hồng còn bao nhiêu ri? Rồi hàng là hôm nay hàng về mà nó là khủng khiếp luôn á. Jean đồ này kia, jean siêu nhí có luôn nha bé Phi Lê. Hàng BB đằng sau chị Nhung này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhãn thương hiệu mà nó là đình đám của Sài Gòn mình. Thương hiệu đình đám đây. Rồi ai lấy hàng bé gái và bé trai hôm nay BB về đợt cuối cùng, tức là nó vét được khoảng tầm hơn 2000 quần thì hôm nay về lấy cuối cùng luôn. Rồi ở đây ai lấy comment em nhé. Áo lẻ bé gái còn đi, còn một suốt. Còn một suốt 336 36443 và 51 mọi người nhá. 364351 ai lấy cho mẹ em này, còn một suốt duy nhất này. Hàng cực đỉnh luôn, áo lẻ đẹp xịn sò nhá. Rồi ai lấy suốt comment suốt giùm em này. Màu hồng còn một suốt. Màu hồng còn một suốt, ai lấy hồng comment em hồng này. Hồng nha. Bạn nào chưa lấy hàng này hết đi bởi vì hàng này like hết rồi, còn đúng một màu. Hay còn đúng một hồng suốt thôi. Còn một hồng suốt. Nhí đại cô giá sốc cho các bạn luôn. Hàng này bây giờ người ta đi tới năm mấy ngàn chứ không còn đi giá 3x nữa. Mà chị em mình nhập vào giá chỉ có là à rồi còn chỉ còn giá này thôi nhá. Ai lấy cho một em, ok để chờ chị xíu, từ đã mới giá kìa. Chưa ông chịu ngủ gì hết. Chưa lên là mới sao? Nam bảo tiền vào từ từ lấy bao tiền? Alo? Sao được không? Cho đoán lại, cho đoán ba câu Nam không đoán được. Tầm đó. Ủa, em chụp lại thì Nhung với, em chụp lại thì Nhung với. Tầm ba chứ. Em chụp lại chị đi. 18.000 gram à? À vậy là chắc là bọn nó bỏ bill lộn quá. Ừ, chắc là mấy đứa nhỏ nó bỏ luôn rồi, đang kiểm tra giùm chị đấy nhá. Rồi đại cho Minh Hành Trần, ok để chờ chị đăng like có gì thì nhắn cho chị nhá. Đi xe máy hết rồi. Đại Minh Hành Trần rồi, ai lấy cho mình giùm em này nhá. Nhí đại cô nha mọi người ơi. Hôm nay các bạn đi đâu hết rồi? Nhí đại cô buổi chiều thằng bảy sậy ở đại long, mấy cái thằng ở bảy sậy gần đến nơi bút cát vào mất 20-30 bà mẹ vào nơi khu 60, trong khi đó đứng ngoài đường bê vào mẹ luôn. Thằng đã mới dùng thằng được thằng nó sao chụp mày rồi bố nhớ mày mày chị mới cặp 1 triệu. Đúng rồi vani sô cô la, đúng rồi cả vani ơi. Nghe tên thấy ngọt lịm luôn rồi. Đứng ngoài đường cũng 60 còn đi vô mà vô cũng 60 chứ là sao đi đứng gần đấy gác lại người cứ phải làm nhiệm vụ cái ra. Jean này Thu Lê, jean mới của hàng FBJK về luôn. Nhá, rồi, màu hồng còn một ri, ai lấy hồng comment hồng này.
Rồi vàng, ai lấy vàng em lướt nhanh để chúng ta chuẩn bị là jean á, chuẩn bị là jean BZK hàng mới về, hàng sale mới về luôn. Có quần lửng và đặc biệt hôm nay có gì nhỉ? Quần bé gái nhiều, quần ngố bé gái nhiều, quần dài bé gái luôn. Jean nha mọi người nhé. Rồi ai lấy vàng, có mình vàng, vàng còn gì? Vàng còn một ri hả? Đây là chị đang mua nhanh cho các bạn người cái hàng này, ai chưa lấy thì tranh thủ lấy này. Vàng còn một ri đại hả? Vàng còn suốt. Vàng còn một suốt, vàng còn một suốt 364 43 và 51 mọi người nhé. À, em nhắn Zalo Vani ơi, à, và sô cô la ơi nhắn Zalo nhé, Zalo số điện thoại ghi trên màn hình đấy. À, vàng đại cho chị Hồng Loan, hàng đại không đây? Lại hiên đảo, lại hiên gì đó. Vàng ai lấy vàng không? Bằng vàng đỏ này, đỏ còn gì em nhỉ? Mỗi thứ còn một hai đi. Coi là áo bé trai, ok có luôn. Đó, có nhé. Rồi ai lấy cho mời em đỏ này. Đỏ hello Lý Van luôn, đỏ đỏ còn một suốt như đại cô luôn. Màu trắng của bạn nào Khánh Ngân vừa hỏi Nhung nè, màu trắng còn gì? Trắng còn một đi đại với cô hả? Còn một cái gì? Đây. À, trắng còn một đại kaki bé trai hả? Đỏ đại cho Mi Hành Trần, đỏ đại Mi Hành Trần, đúng rồi, vứt qua đây không lẫn. Đỏ đại ok rồi, ai lấy trắng đại có mình trắng đại giùm em, trắng đại còn một ri, trắng đại còn đúng một ri, hàng này quá đỉnh luôn á, trời ơi cái vải nó đã lắm. Rồi trắng đại, ai lấy trắng đại ủng hộ em Nhung trắng đại nhé. Trắng đại chị Hồng Loan luôn. Vàng còn gì? Nhí đại cô chị Hồng Loan này, có lấy nhí đại cô luôn không ạ? Nhí đại cô luôn 36 bao nhiêu chị nhỉ? Hồng Loan không có rồi, còn nhí cô thôi. Trắng đại hết rồi, trắng đại hết rồi Khánh Ngân ơi. Trắng đại hết rồi, em chỉ nói còn có một ri nên mày phải phải nhanh, hàng này nó hết rồi, chị lai hết sạch rồi, bây giờ còn mỗi một ri vàng. Ủa trắng đại chốt rồi, trắng đại Hồng Loan. Ừ. Cầm bút luôn em, trắng nhí hết rồi, bây giờ vàng còn gì em? Vàng còn một suốt đi nhá, vàng còn một suốt. Hả? Còn một nhí cô. À vàng còn một nhí cô, vàng còn một nhí cô nha mọi người nhá, vàng còn một nhí cô. Vàng còn một nhí cô, hàng này quá đẹp luôn, trời ơi kết hợp với quần jean hay chân váy đều được. Rồi đỏ còn một nhí cô hả? Đỏ cũng còn một nhí cô luôn. Ok. Mới là tháng không, chị không bán lẻ đâu rồi con ơi, không bán lẻ nha em yêu nha. Rồi đỏ còn một nhí cô và đặc biệt chúng ta có hồng đào. Hồng đào còn một ri hả? Hồng đào à. Hồng đào còn gì? Chuẩn bị lên zin á, em chủ yếu là chiều nay là lên zin, mới lên set zin và lên bộ bé trai bố gái. Vàng nhí cho chị Nguyễn Loan. Vàng nhí cho Nguyễn Loan ok luôn, còn không? Vàng nhí này em này, vàng nhí Nguyễn Loan ok này, hồng đào. Còn ri hồng đào còn gì? Hồng đào còn suốt nhí đại cô luôn, hồng đào còn suốt nhí đại cô luôn nhé. Hồng đào còn suốt nhí đại cô, ai lấy hồng đào có mình hồng đào giúp em. Hồng đào nha mọi người, mạng em chậm rồi. Còn áo trắng lẻ bé gái nào không? Còn ri nào sót ri nào cho bạn? Cho bạn Khánh Ngân đây. Đen còn gì em ơi? Đen còn một ri hả? Đen còn ri. Đây trong thời gian mà các bạn đang chưa lên á, nhiều bạn còn đang ngủ chưa dậy á. Rồi bây giờ đen, ai lấy đen có mình đen nào. Chuẩn bị chiến bung hàng hàng zin nha mọi người nha. Rồi đen, bạn nào lấy đen có mặt đen nhí cho Thủy Lộc, cảm ơn chị Thủy Lộc. Nhí hồng á, nhí hồng đào Thủy Lộc. Có nhí đại cô đó chị ơi, có nhí đại cô nha. Hàng này là hàng nhí đại cô luôn á. Rồi đen, đen còn gì? Một ly. Đen còn một đại gì nhất cho Lý Phan. Còn một ly chưa hả? Đen đại cho Lý Phan. Đen đại cho Lý Phan, gửi qua Zalo số nào? Ghim trên màn hình đó chị, sô-cô-la. Số điện thoại ghim trên màn hình ạ, 0906749049, 0906749049 nhá. Đen cổ hết ạ. Rồi màu cam sữa, trời ơi nó đẹp. Cam sữa còn gì? Cam sữa còn đúng một ri cô duy nhất. Cam sữa còn một cô duy nhất. Cam sữa còn một cô duy nhất. Đẹp, tuyệt vời luôn. Hàng này mà có 51.000 hả được chứ hả? Trời ơi, cô mà bây giờ có 51.000 bằng size nhí người ta đang đi order đó các bạn ơi. Bằng size nhí nha. À, cô sữa cho chị Thu Hà Dương, ok Thu Hà Dương có một ri hả em hả? Còn không? Còn cô không? Hết luôn, đỏ còn gì nè? Đỏ còn ri, đỏ còn nhí của cô. Đỏ còn một nhí còn một cô này, chiếc xinh này. Đỏ bán Tết bán Noel, mùa Tết mà. Đỏ còn một cô một nhí một cô, đỏ còn một nhí một cô nhé. Đỏ, đưa chị một vòng lại đi em, mở vòng cô. Rồi ai lấy cho em đỏ này, đỏ còn một nhí một cô, đỏ nhí cho Thúy Thúy. Thúy Thúy chị nhận được tiền rồi nhá. Đây hả em hả? Đâu, áo nhí của nó đâu? À, đỏ nhí Thúy Thúy ok này, đỏ nhí Thúy Thúy. Ờ, ừ, chào mẹ Bỉm. Em chào chị Nguyệt. Không, em lấy con dưới, không không còn. Còn jean cổ mà 55kg mặc vừa có, jean dài chị Liên ơi, hôm nay đằng sau em toàn bộ là jean hết, mà jean cao cấp của BB luôn đấy chứ. Xuống kinh khủng nhá mọi người. Rồi màu hồng sữa còn gì nhỉ? Hồng này, nếu mà không lấy cam sữa thì ai bị hụt cam sữa thì lấy hồng đi, hồng đào đẹp quá này. Hồng này. Ai lấy hồng có mình hồng giùm em nha, hồng hồng hồng. Hồng còn gì em ơi? Hồng còn đại cổ, hồng còn đại cổ. Ai lấy hồng có mình hồng đại cổ. Có jean đấy bé hoa bây giờ. Alo alo alo, Hồng Đại Thúy Thúy. Đúng ạ. Thúy Thúy.
À rồi rồi em sửa cho chị bên giao hàng nào ạ? Rồi 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 ok ok. Dạ em sửa luôn cho. Bên giao hàng ngay. Hồng Đại Thúy Thúy phải không? Anh chờ em xíu nha. Chờ em xíu để em sửa cái đơn của chị Bùi Huế. Thu trà 1.9 triệu mà thêm khuyến mãi thêm số 0 thành 19 triệu. Có gì đâu sai đâu, chỉ thêm 4 số 0 thôi mà. À thế à? Đơn người ta có 1.9 triệu thu hộ 19 triệu. 19 triệu à? Không có chị Thanh Hoa. em không biết là hàng xếp tin còn không, hot đi không còn đi nào. Hot đi chắc mình không còn hả Nam hả? Hot đi à? Ừ, hot đi tối qua còn không? Ừ, cái này là zin dài, zin dài, zin lửng, zin ngố, zin ống loe và zin zin ống suông. Rồi bé trai bé gái, hàng BB cao cấp kinh khủng luôn. Rồi Hồng Cô chị Thanh Hoa đi em ơi. Hồng Cô Thanh Hoa ok, rồi qua luôn. Màu vàng em ơi, màu vàng kìa, còn sót một ri màu vàng kìa. Nhưng lên nè. Hồng Cô, còn một ri Hồng Cô, trời ơi chị khỏe như trâu ấy mày ơi. Nói chung là từ cái phần này đổ lên thì rất là khỏe, còn từ phần này đoạn ở giữa thì nó bị cản trở thôi đôi chút thôi, chứ mà bầu gần như là chỉ có nặng thôi, không có cái gì để cản trở bà lầu hết. Rồi ai lấy vàng có mình vàng như em nhé, vàng còn rico cả em. Nói chung là bị cấn ngay đoạn giữa thôi chứ bình thường thì không có gì hết. Bầu mà em ba đứa đều thế. Rồi ai lấy có mình em vàng nhé, vàng còn rico. Ai lấy cô có mình cô hết đi, em không biết còn sót đi nào. Hồng Cô thì chị Thanh Hoa luôn. Hồng Cô à, vàng Cô chị Thanh Hoa, vàng Cô Thu Hà Dương hết luôn. Cảm ơn các chị gắn quá quan tâm, cảm ơn Đôn, cảm ơn rất là nhiều em gái của chị, nhưng mà thực sự là thế. Nhiều người hỏi ủa bà có bầu không thật không vậy. Còn ri hồng kìa, còn ri hồng thôi, còn ri hồng thôi hết rồi. Đôn còn ri hồng, còn ri hồng Đôn ơi, hôm hàng đẹp giá mà luôn nè. Còn ri hồng này, còn ri hồng Cô thôi nhá, còn ri hồng Cô ai lấy luôn đi. Còn gì nữa Nam, đỏ đâu? Đỏ đâu? Đưa chị Nhung nào. Còn hồng. Nào đây chị Nhung nào. À còn một đỏ này. Ai lấy đỏ nốt đi. Lấy đỏ đi để trong chúng ta còn chuẩn bị đến chiến. Hàng hôm nay thì quá nhiều hàng đẹp rồi. Rồi. Cô hồng cho chị Thanh Hoa luôn có chưa? Cô hồng cho Thanh Hoa rồi. Cô hồng cho bé Đôn luôn. Ờ Đôn luôn. Rồi. Đỏ còn gì? Đỏ còn 2 Rico. Đỏ còn 2 Rico nha mọi người ơi. Đỏ cũng còn cồn hết nhí lần này mà. Cái mã kia còn không? Ngói Bondi còn không? Bondi không còn đi nào luôn hả? Rồi ai lấy đỏ hết sạch luôn rồi ạ. Rồi ai lấy đỏ cô, có mình đỏ cô giùm em. Tối qua buồn ngủ quá không chốt được hết tính. Thế thì thua bà bầu rồi. Không thức được. Đỏ cô, ai lấy có mình em đỏ cô đi, đỏ cô bắn đấy. Đỏ cô chị Thanh Hoa, áo lẻ đúng không? Ra đi ạ. Cứ rủ chiến mãi mà chờ mãi tới lúc đi ngủ. Đỏ cô ok. Đỏ cô chị Thanh Hoa còn một đỏ cô. Áo bé trai nè. Áo bé trai cô vải chính phẩm xịn tuyệt vời luôn ha. Cái này em còn mấy ri nhỉ? 3 ri hả? Còn 3 ri thôi. 55.000 nhá, hàng này 7 mấy. Hàng này cô nhá, cô đây đang cầm trên tay là size XS là size nhỏ nhất. XS là size nhỏ nhất. Rồi, cô trắng, ai lấy cô trắng? 55.000 cô trắng. Giá này quá rẻ rồi. Cô trắng Thu Hà Dương. Nào cô trắng Nhật Gia, Jenny Nguyễn, Jenny Nguyễn. Thêm tầm nữa. Chị Thanh Hoa. Có chuyện. Jenny Nguyễn, Jenny Nguyễn đúng rồi. Ừ, Jenny Nguyễn. Jenny á, con Tom Jerry á. Jenny Nguyễn là bạn nào nhỉ? Jenny Nguyễn chấm Zalo chị Nhung cái nào? Chấm phát đi. Không, cái bạn này thì nó lại là Gia chứ không phải cha. Jenny Nguyễn là nhiều bạn lắm. Jenny Nguyễn này, Jenny Lê này. Gia ơi, Gia chấm cho chị Nhung cái nhá, chấm cho chị Nhung cái này, Thu Hà Dương một cái này. Rồi Thúy Thúy một cái này, Thúy Thúy một cô trắng này. Ừ. Rồi chị Thanh Hoa một cái đi đã. Gia chấm cho chị Nhung cái, chị Nhung kiểm tra nhá. Còn dư một ri hôm nay Jenny Nguyễn. Rồi. Rồi cho Khánh An ri đi, Khánh An ri đi hết luôn. Chị có phải bên chị Tâm không? À không, chủ trà biểu sao thế chưa, bà Nhung bà nhạy cảm cực kỳ luôn nha. Bà ngửi mùi phát là biết khách sỉ mới, khách sỉ cũ lên. Em trùng tên với một bạn khách cũ nhưng mà do là avatar của em nó mới nên chị phải xác định nên bởi vậy là chị không, chị và chị Tâm là khác nhau nhá. Khác toàn tập. Đẻ mỗi một lỗ ra thôi nhưng mà đại loại là hàng hóa là không dính nhãn. Thấy không? Ừ, chui ra từ một lỗ. nhưng mà hàng hóa là không liên quan. Đấy nhá, nên bởi vậy là bạn nào lấy bên chị Tâm thì nhắn bên chị Nhung. Cảm ơn các bạn nhưng mà các bạn vẫn phải cọc bình thường.
được chưa, cặp và lấy hàng nhá. Cảm ơn các bạn. Em nhầm chị sao giống nhau vậy? Em xin lỗi chị, em nhầm, em tưởng em quen quá hả? Rồi cô vàng chị Thanh Hoa, cô vàng Thúy Thúy, tập trung nào. Cô vàng Thanh Hoa, cô vàng Thúy Thúy. Cô vàng chị Giáng Ngọc. Cô Hà Ngạnh Hồ. Em nhắn Zalo thông tin cọc giùm chị nhá. Trời ơi, lấy được cho xong, lấy được mừng muốn chết. Giáng Ngọc, Hạnh Hồ, Huỳnh Vương, Khánh An. Còn ri cuối cùng phải không? Rồi còn một ri cuối cùng, cô vàng nhá. Trời ơi, em lấy mừng muốn chết chứ sao lại không lấy. Nhưng có điều là nhắn đầy đủ thông tin cọc giúp chị Nhung cái là xong nha. Tiền cọc trừ luôn trong đơn mới cho chị Nhung luôn chứ đừng giữ. Rồi đen, ai lấy đen comment đen, quá chất lừ luôn. Ai lấy đen 55 ngàn đen, đẹp tuyệt vời. Đen, ai lấy đen comment đen. Đen nha mọi người nhá, còn một ri vàng cổ đó, ai hốt luôn đi. Đen, ai lấy đen comment đen, nhắn ra lôi Nhung với nha, nhanh, xe xe. Đen cho chị Thu Hà Dương. Cô á, cô này chắc phải được 60 thoải mái. Đen chị Hạnh Hồ. Đen chị Hạnh Hồ, ok hết. Còn đen không cô? Hết rồi, còn một sót đi vàng, hết đen ạ. Còn một vàng duy nhất. Còn một vàng duy nhất, ai lấy vàng có vần vàng thì mong. Hết sạch đen rồi. Còn đúng một đen, à vàng, cái này là vàng bò, đẹp. Rồi ai lấy vàng có vần vàng thì em chuẩn bị lên zin. Chuẩn bị lên zin nha, nên mọi người chuẩn bị bàn phím nha. Rồi còn một ri vàng ai lấy luôn đi. Nè có con rồi Lý Phan, ai chưa lấy đen vàng có vần vàng. Còn một vàng gì nhá. Vân ơi. Hai. Cho 5 cái bình 20 lít. Còn một vàng cho Hoa 10 giờ. Cảm ơn Hoa 10 giờ. Vàng cho Hoa 10 giờ hết rồi. Còn gì nữa không em? Ở trong khu kia áo lẻ còn không? Áo lẻ bé trai mã đó còn không? Còn một cái này là còn một hồng này. Bộ dài nhiều lắm luôn ơi. Trời ơi. Bộ dài nhiều nhưng bây giờ đang tập trung vô quần jean này, chuẩn bị đằng sau cái khu vực này đằng sau. Điều nhí lửng nhé, cố gắng chiến đi, cố gắng chiến nhé. Rồi còn một ri cổ hồng bé gái 51 ngàn, một ri cổ hồng bé gái ai vô sau lấy nha. Cổ hồng bé gái ai ri sau, còn đúng một ri duy nhất, hết sạch luôn áo bé gái luôn. Trời ơi kinh khủng, áo năm nay các xưởng lười làm quá, ít làm bởi vì do vải, vải nó lên cao mà làm một cái áo lẻ nó cũng đâu có, chỉ thêm bốn cái quần nữa thôi mà họ lời có 1 ngàn bạc. Nên bởi vậy áo lẻ năm nay bị cháy hàng là vậy đó, nó không có, không sản xuất nhá. Rồi bắt đầu lên zin. Zin BB này các bạn ơi, lên Zin BB nha. Rồi, áo hot đi lên rồi. Hồng cho chị Huỳnh Vương luôn, em còn đi đỏ với chị Nhung nào nắng. Hồng cho chị Huỳnh Vương luôn. Hồng Huỳnh Vương ok hết rồi. Zin em đang cầm trên tay đẹp kinh khủng. Thu mẹ ơi, nhí mà đã 120 rồi này. Ôi. Còn một cổ đỏ duy nhất, ai lấy cổ đỏ có mình cổ đỏ giùm em. Còn một ri cổ đỏ duy nhất, ai lấy nốt cùng ủng hộ em Nhung cổ đỏ nhé. Còn một ri cổ đỏ duy nhất. Cảm ơn chị Su Hào đã thả tim, thả like, thả mặt cười. Thương quá à. Cổ đỏ 51 ngàn, ai lấy cổ đỏ của mình rồi. Nhầm yếm BB, em lại quá hả? Em vừa rồi em cầm yếm BB. Vậy hả? Rồi, rồi cổ đỏ. Cổ đỏ ai lấy luôn comment giùm em. Rồi bắt đầu nha, chuẩn bị bàn phím để chúng ta chốt hàng zin. Còn một ri cổ đỏ duy nhất ạ. Các bạn comment lên giùm em để chúng ta chiến tức được nào. Những hàng này là hàng siêu phẩm, mỗi thứ có một ri, một bạn nào đó ngồi đây chứ gần chứ thì không có cúi được đâu đấy. Rồi quần một ri, quần tóc cơ bé gái, cái này là bé gái đấy các bạn ạ. Tóc cơ bé trai, bé gái, à gái này, gái nha. Một quần tóc cơ bé gái, trời ơi má ơi nó đẹp. Quần dài tóc cơ bé gái ngầu kinh khủng luôn. Ri có một ri duy nhất hả? Có một ri 79 ngàn thôi, một ri 79, hàng này 79 ngàn, một ri duy nhất nha, một ri duy nhất cho Lý Phan, một ri duy nhất. Rồi bắt đầu em đang lên hàng gì bài đầu tiên này? 19. Hả? Thì xe nhỏ trước, 6 đến 14 trước. 6 đến 14 phải không? Dài phải không? Dài bé gái phải không? Là size đại bé gái. Size đại bé gái, em sẽ lên hàng Zin BB. Em nói nhanh luôn, có một ri duy nhất à, hết rồi, của Lý Phan rồi. Đúng rồi. Em giải thích nhanh để mọi người hiểu này, hàng BB là một trong những hàng thương hiệu đỉnh của đỉnh, nhưng mà nó lại mang một cái cá tính riêng. Tức là nó ngầu, nó không có kiểu giống như hàng giống như trên thị trường, nó không có đùng kiểu dạng như phổ thông nha. Nhưng những hàng này mới là hàng chất, những hàng này là hàng nhất, chất vải mắc kinh khủng, hàng nhà nó là chất vải mắc kinh khủng, mọi người lưu ý em nhé. Rồi cái này em nhóm lên nhóm size đại của người ta nha mọi người nha, nhóm size đại. Đại chung á, cái hàng này nó đi khoảng tầm 130 gì đó, cao lắm, nói chung là hàng này cao lắm luôn. Rồi, quần dài bé gái mọi người nha, quần dài bé gái co giãn xịn sò, tất cả hàng này đều là co giãn. Tất cả hàng này đều là co giãn nhé, hàng BB là co giãn mạnh chứ không phải co giãn thường đâu. Hàng siêu VIP, ai biết hàng BB cho một comment cho những bạn nào mới bắt đầu lấy đi các bạn ơi. Nhá, những hàng này. Rồi, bắt đầu nha. Hàng này chúng ta đi sale đồng giá bao nhiêu nhỉ? 95 ngàn đúng không? Có 95 ngàn thôi.
2614. Ngân hàng Vietcombank em ơi, 95. Comment thì em 95 nha mọi người nha. Hàng này size dài đã. Hố nó đẹp kinh khủng luôn, hàng BB sale đó. Hàng này hàng sale nha mọi người nha. Rồi 95.000. Ờ 95.000. Ai lấy comment em 95. Mấy đi em ơi? Một ri duy nhất 95, comment 95 cho chị Huỳnh Vương, một ri duy nhất. Chị không có ngồi trên đó đâu, đi xuống đây. Rồi, 95.000 một ri duy nhất nghe bà Nhung nói. Cố gắng lên đi. Rồi, bắt đầu mã nha, chốt mã nha mọi người. Nhóm size dài bé gái này 614, mã 493, các bạn nhìn em 493 mọi người nhá, 95.000. 493 nha mọi người nhá, 95.000 493 chắc chắn có dám. 493, 493. Ai lấy 493 cho mình 493. 49 vải quá đẹp luôn. 493, ai lấy 493 cho mình 493. Rồi cái mã này là 212, ai lấy cho mình em 212 nha mọi người nhá, màu này. Nó ngầu lắm. Ừ. 212. 212 khoảng tầm 30 kg. Khoảng 30 kg kèm dây nịt, kèm 212. Zin là vất vả lắm, lai zin hơi vất vả. Các bạn cũng vất vả, nhưng mà có điều là em cũng vất vả. Nhưng mà cũng phải chịu khó tại vì nó hàng sale mà, chứ nghiêm của nó tới 140 lận. 212 Huỳnh Vương này. 212 một Huỳnh Vương ok. Đây này, tất cả hàng của nó đều có dây nịt như thế này mọi người này, tất cả hàng của nó dây nịt như thế này mà có 95.000 phải không chị biết nhỉ? Rồi ok. Rồi, 212 còn một ri nữa này, 212. Quần kaki chị chưa kiểm tra được. Em chốt hàng BB trước đi đã Phan Tường ơi. 212 Huỳnh Vương, 212 khoảng 10 giờ. Có mấy ri Nam? Hả? Đây này. Em thấy mẫu ra ngoài này luôn. Nè. 212 Huỳnh Vương thôi. Ừ, 2 Huỳnh Vương, Huỳnh Vương thôi, hoa 10 giờ không có. Ôi, nào nhắc nào. Thôi một hơi chơi cái này. Ừ, hoa 10 giờ luôn. Lửng có luôn, tới ơi, lửng có đấy, hôm nay có cả lửng đấy. Nào nhắc nào, nhắc nào. Nhắc nào, nhắc nào, nhắc nào. Cái này là vẫn là nhóm size bao nhiêu đây? Trời ơi, size cổ nữa này em này. Ồ, ngốn. 145.000, nó đang đi nghiêm là 445.000. Nó là size, gọi là size đại á, quần dóc cơ bé gái mà không lấy thì lấy cái gì? Trời ơi, nó ngầu lắm. Chứ mà chịu hả? Rồi, có 211, ai lấy comment em 211 đi kèm dây nịt. Nhớ hàng này nó đi kèm dây nịt nha mọi người nhá. 211, ai lấy comment em 211. 211 nha mọi người ơi, cái màu này nó ngầu lắm, nó ngầu lắm. 211 chất vải và nó là phê con tê chứ 211 mấy đi. Rồi Huỳnh Vương, Huỳnh Vương có 95 thôi, Huỳnh Vương. Rồi. Có không? Có thêm mới có một đi thôi hả? Đi theo mã luôn. Rồi 453, ai lấy 453 comment 453 nó rách rách như thế này. 453 co giãn chất xịn sò, 453 nhá. Ôi, hàng hiếm, hàng hiếm, hổm giờ không có hàng này. 453 một ri đi nhá. 453 đâu? 453 ai lấy 153 comment 453. Em cứ like như vậy mọi người cứ chốt được cái gì chốt. Hàng này đây tới 140 lượng mà. Nè. Hàng này đi kinh lắm, mắc lắm luôn, 453 cho Ngọc Minh. Ok. Trời ơi, dốc cơ bé gái đó các bạn ạ. À. Rồi, 604, ai lấy 604 comment 604, dốc cơ bé gái, ngầu chưa? Ngầu chưa? Ở dưới nó còn quát bụi như vậy nè. Ở dưới nó quát bụi đẹp chưa? Rồi 604 các bạn, 604 nhá. 604 đi con 5 thôi. 604 ai lấy 604. À, chịu khó, tích cực vào bởi vì hàng này hàng hiếm. Không tới giờ tới Tết là không còn một ri nào nữa đâu. Rồi Huỳnh Vương luôn. 604 Huỳnh Vương luôn. Rồi, mã này là 0043, 043 nha mọi người nhá, túi hộp hai bên. 043, ai lấy 043 các bạn 043. Chịu khó, biết là mọi người sẽ hơi khó khăn nhưng mà bởi vì nó là hàng sale nên mình phải chịu khó nhé. 043 phải chịu khó bởi vì ra một lấy được một ri là tiết kiệm lấy được hơn 100.000 đó. Lấy được một ri là rẻ hơn thị trường 100 hơn 100.000 đó các bạn ạ, nhá. Sợ bao nhiêu nhỉ? 043 cho Mỹ Linh ok, 043 Mỹ Linh. Quần góc cơ. Ừ. Rồi cái này là 573, ai lấy 573 cho mình 573. Quần này. Chất vải của nó là đỉnh của đỉnh, cổ nó đẹp lắm. 573, ai lấy 573 cho mình 573. Phú cho em chi nhánh ngân hàng. Em cứ chuyển thẳng vô cái là ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh mà, thì thành phố Hồ Chí Minh. 573, ai lấy 573 cho mình 573 giùm em. 573. Ba chắc mấy Zalo để cho các em nó đi hàng, ba có mấy bạn đi hàng chuyển đi hàng gốc á. Áo kiểu nhiều lắm chị Phương Uyên. 573 cho bạn nhanh Nguyễn, cò con. 573 là cò con, ok. Hàng này. Size đại đấy. 252, ai lấy cho mình em 252, không ai lai zin tốc độ như em Nhung đâu. Hàng sale nên buộc phải lanh nhanh các bạn ạ, chứ không thì các bạn ngồi gật gù mất. Đấy nhá, đầm công chúa có nhiều lắm, đầm công chúa về chuyện nhung nhiều. 252, ai lấy cơ mà em 252. 252 nhá. Hả? Ôi nó đẹp quá nào Nam. Có cái quần này mà sao lại sao nó đẹp giá mà này. Vĩ nó nhầm giá không thôi. Kệ mẹ nó bán vậy cho các bạn đi. Dài gái, tôi kệ mẹ bán 95.000 cho các bạn mau bán. Kệ lên đi. Rồi, cái này giá nhiêu nhỉ chị Quỳnh? À cái gì nhỉ? Cái này là mã bao nhiêu nhỉ? Ở 95.000. Rồi 252 đầu tiên ai đây? 252 đầu tiên. 252 đầu tiên Huỳnh Vương ok, 252 đầu tiên Huỳnh Vương. Nè, nè, nè. Có mấy đi?
Được mấy đi? Cái nào được nhiều báo chị Nhung nha. Rồi, kèm Zenith này, kèm phụ kiện này. Rồi, cái này là 331. 331, ai lấy 331 comment 331. 331, Joker bé gái. Quần dài Joker bé gái, hàng này hàng hiếm vô cùng luôn, nó hiếm lắm luôn á. Rồi, 331, ai lấy comment 331 kèm dây. 331 nhé, ai lấy 331 comment 331. Rồi, tiếp nào. 331, 331. Ủa, cái bạn kia chủ động đi em. Không có ngồi qua đây đi. Qua đây chị Nhung. Không thì một bạn đây. Ừ, mở cho chị Nhung với 331 nha các bạn. Cứ ai nhảy lên cái là tóm liền. 331 cho hàng Miu. 331 hàng Miu, ok. Tóm qua sai đó nha. 110 đến 150. Cái này là ngố. Quần ngố này, cái này là quần ngố bé gái này. Quần ngố. Ngố, ngố, ngố. Ôi. Ngố bé gái đi kèm này. Phụ kiện này. Ngố ống leo ống bát bé gái ngầu kinh khủng nhá. Ngố này, ngố này ngố xây đại rồi, 110 150. Ờ, 79.000. 79.000 các tình yêu ạ. Ngố bé gái 79 hàng BB nha chị là Hải Nhà thôi, hàng BB là hàng siêu cao cấp đó. Cái hàng này mà ai mà rành hàng này là thôi rồi luôn á. Rồi 79.000 nhá, ngố xây đại. Ngố xây đại 79.000. Ngố 79.000, mã này là mã là 181 chị ơi, 181. 181. 181 được mấy đi? Lý Phan Hoa 10 giờ. Này em này đứng để mất cái này của người ta, đứng để mất phụ kiện. Lý Phan Hoa 10 giờ, ok. Rồi, tiếp tục. Hả? Rồi, 172, ai lấy 172 comment 172 giùm em nhé. 79.000 thôi, 79.000, 172. 172 mã này là 172. Ngố 172 có chừng nhầm với dài là lỗ chết luôn nha Nam nha. 172, 172 ai lấy comment em? Chị biết rồi, chị thấy rồi, Lam thuê là Lam Tuệ là Thúy Hoa. 172 ai lấy 172 còn 172 cho Thúy Lê này em này. Thúy Lê 172 Thúy Lê. Này. Nó là size đại cổ, size đại, size cổ đấy. Đây này nó to như thế này này các bạn. Đó nó đại to như vậy này. Rồi, gì nhỉ? 061. 061. Mã 061 của container đây này kìa. 061 đây này size lớn nhất của nó đây này các bạn này, đã chưa? Hàng này đang khan kinh khủng khiếp mà các bạn ôm được sale 79.000. Về bán lời lên một xíu, thực sự những cái này ở đi nghiêm cao lắm luôn. Cái này nghiêm cao lắm nhá, 061 cho chị Lan Nguyễn, ok. Nguyễn Lan, Nguyễn Lan, Nguyễn Lan, Nguyễn Lan. Nguyễn Lan, 061 Nguyễn Lan. Rồi, cái này là xanh. Trời ơi, nó đẹp giá nào luôn. Trời ơi, cưng quá à, bán lời lời xíu nha. 79.000, hàng sale mà, BB, chị Nhung ngồi đây. Em Nhung đang ở đây và em Nhung đang like mọi người, cái giá mà nó là chỉ có em Nhung like thôi. Dạ. Yeah. Này. Không có men màu được đâu, cái này là 422, 422 mọi người nhá. 422 đi kèm dây này. Kèm phụ kiện 422 nhá, 79.000. Nó là size đại cổ rồi. 422 ok, 422 này. Chưa chưa. 422 này em ơi. 422 ok, 422 cho mình 422. 422 cho Hải Nhàn ok. Rồi, 251 ai lấy cho mình em 251. 251. Hàng này nó sẽ ngầu ngầu như vậy này các bạn nha, nó hàng nó sẽ ngầu ngầu như vậy. Rồi 251, một cái quần các bạn đang lấy ở đây là các bạn rẻ hơn người ta một nửa đấy. Một nửa đó hả? Rồi, 422 chưa? Rồi 251 có mấy đi? Thế nào cũng có một ri thôi hả? Trời ơi sao mà nó sao nó sale sale nhiều nhiều quá đẹp. Mà trông sang. Ồ oh, đúng rồi, hàng quá đẹp đúng không? Thế này là được có một ri hả? 251. 251 có một ri duy nhất, 251 cho châm hồ. Xay đại đấy các bạn ạ, mà có 79.000 thôi. Hàng này đi cao lắm. Các bạn đang nhập hơn rẻ hơn một nửa đấy. Mỗi thứ có ri nên chịu khó vất vả xíu. Rồi, cái này là 254. 254, ai lấy cho mày em 254 nha mọi người nha. Ngầu chưa? Quần ống leo, ống bát đang cần kinh khủng đấy. 254, ai lấy cho mày em 254. 254, không có nhiều nha. 254 này, hai bóng ngón cho Giáng Ngọc một đi. Rồi, 254. 254 nha, 254 thế rồi. 254 Giáng Ngọc một đi, trời ơi, cưng quá, xỉu. Rồi, cái này là 255. 255 mọi người nhá, tranh thủ hốt đi. Ngố, cái này là quần ngố size đại, quần ngố size đại chị nha, mai hàng của BB. Xíu nữa sẽ có quần dài nữa, quần dài bé gái nha. Tôi không đọc. Cố gắng chị ơi, 255, ai lấy cho mày em 255 nhá. 255. Rồi 255, ai lấy cho mày 255, 255 cho Thúy Lê. Có ba đi. Thúy Lê. Khoa 10 giờ. Rồi, Mi Hạnh Trần. Rồi hết. Rồi tiếp. Cái này là mã gì đây? 349.
349 quần ngố suông này các bạn ơi, đang hàng này đang đang thiếu trầm trọng trên thị trường đó. Mà em cũng cố gắng. Ơi. Rồi, My Hạnh Trần với lại Nguyễn Lan luôn. Ok Nguyễn Lan. Kèm phụ kiện. Nguyễn Lan. Kèm phụ kiện này. Nhá. Rồi đây. Rồi mã này các bạn nhớ, em nhớ là 239, 2349. 3 à, cái gì nhỉ? 394. 394 394. 394 cho bạn Hoa 10 giờ. My Hạnh Trần. À có hả? My Hạnh Trần không có, My Hạnh Trần không có. Rồi nó là size đại cổ mà giá chỉ có 79 ngàn thôi. Em có một mình em nhung like giá này thôi chứ chả ai đi đâu mẫu này. Với lại năm nay BB không có sale, có một mình em ôm được sale thôi. Rồi 511. Ai lấy 511 comment 511 giúp em 79 ngàn. Nhá, 511 ai lấy comment em 511. Hàng giá sốc ấy, cái hàng này quá rẻ luôn. Gái, cái này là gái. Chị Nguyệt ơi, gái, hàng của BB. Ủa nó dễ lắm ăn luôn. Cho em 10 ri hả? Giá ngọc, bốc cho giá ngọc 10 ri lửng em. Ủa này là dài quá rồi. Nằm trong bao lửng hay bao dài đấy, tại vì giá dài nó chỉ nhập vào cao hơn. Hả? Ôi trời ơi. Em like 79 ngàn làm sao? Rồi bị nhầm hả? Thế chứ em nói mà. Báo nhà mình là lấy thầm ngố là 89 nha. May là bà xem loa chết. May bà xem loa hả? Đẻ mẹ. Sao không? Thằng này nó ngố nhưng mà nó là xây dài. Sao để em đẻ chung vào bao? Bà là bà cái hàng này là giá sao? Cái này hàng này là cùng với hàng dài à? Bà đi chết đi. Nhi. Ôi tao chém bà luôn bây giờ đấy, thì Yến nằm trong cái bao. Rồi bà đốt nửa nhà tôi rồi. Chơi. Thì đấy ông mẹ tư sư làm ta like 19 rồi, đó là rồi để báo khách. À bị tào lao này, nó bây giờ bà đang chửi này, mày bán giá mày mày lỗ ghê mày. Lỗ mười nha. Rồi, mẹ bà đóng hàng bà ghi trong này. Rồi tức là cái hàng này là bằng hàng dài hả? Thôi tính cho mọi người 89 thôi chị ạ. Sorry mọi người, nãy giờ hàng ngố này em xin phép tính cho mọi người 89 ngàn thôi nhá. Bị nhầm giá mười mấy ngàn luôn. Trời đất ơi, bà gọi điện hên quá, bà đang coi like. Còn lại má luôn, rồi sửa hết lại mọi người ơi. Tức là hàng ngố này là 89 ngàn nhá, 89 ngàn các tình yêu nhá. 89 ngàn, xin lỗi mọi người đừng buồn em nhá. Xin lỗi mọi người, cái này là hàng ngố ông le. Nhưng mà có điều là 89 ngàn, rồi hên quá bà coi like bà gọi luôn. Chứ không là lỗ sặc bấu mồm lô này luôn. 89 ngàn, bà nói mày điên à. Cái hàng này nó cao hơn 10 ngàn mà sao mày like gì đâu có 79 ngàn mày lỗ rồi đó. Ông sao nó rẻ thế, em cái hồ sao nó rẻ thế chứ. Nhưng mà cái này 89 ngàn quá rẻ mọi người nha. 89 ngàn là quá rẻ. Ủa mà 89 ngàn đúng không đấy? Ủa nó bằng mấy hàng dài mà. Biết sao không dài nhưng mà nó là size chung, còn mình là size dài. Ồ, hèn chi. Vậy là bằng cái kia là vậy thì cứ tính cho mọi người 89 ngàn đi, lỡ đi. Tính 89 ngàn đi. Cái gì mới vừa lấy thì là lầu trôi. 89 ngàn. Rồi 89 cho chị Giáng Ngọc. Giáng Ngọc. Ừ, Giáng Ngọc. Rồi vậy bốc đi các bạn ơi. Nhá, em tính mọi người 89 ngàn, bây giờ còn bao nhiêu cái ngố bốc đi các bạn ơi, chia luôn đi cho nhanh. Thanh thủy 5 ri ok. Bốc đi tại vì nó không có gì nhiều. Bốc luôn hả? Ừ, bốc thanh thủy 5 ri, Giáng Ngọc thêm 5 ri nữa. Vừa nào hay, bốc đi. Vừa với ngố đúng không? Không, hàng ngố thôi em, hàng ngố thôi. Hàng ngố em đang lấy hàng lửng ngố như vậy nhá. Bốc đi. Cái nào nó đẹp hết, bốc đi cho nhanh. Tại vì hàng này thiệt sự lòng là em đang bán bằng giá em nhập vào. Nhưng mà tại vì em bị nhầm giá rồi nên em không bán lời mọi người nha. Đúng nghĩa lời là phải bán 95. Tại vì nó báo em thề mọi người luôn là chị hên là bà xưởng bà gọi điện bán nó bị mày bị mát à. Tức là hả, cái hàng này nó bằng mấy hàng dài mà tại sao mày bán gì có 79 nha. Đó thì chị mới nói là thôi bây giờ em lỡ sai rồi, em lỡ nhầm rồi, không thể nào lời mọi người ở cái lô này được. Nhưng mà em sẽ tính cho mọi người bằng giá em nhập vào nhá. 89 ngàn, ngẫu nhiên, mẫu rất đẹp. Nói chung là nãy giờ em like mã nào mọi người cũng tranh cướp nhau, thấy không? Hàng nào cũng đẹp hết nha. Bây giờ nó có khoảng tầm 20 ly, 30 ly gì đó thì em bốc của mọi người trước. Nào nhanh nào chị đứa đây. Nhanh nào. Em đứng lên em tìm đi, đứng lên. Anh Thái ơi, thanh thủy 5 ri chưa? Thanh thủy 5 ri chưa? Ngô. Ngô bé gái đây nè, đấy nè. Cái này xay cồ nữa hả? Cái này là 5 xay cồ nữa hả?
5 ly bột giả. Cái này là còn sách cô nữa đây này. Hồi nãy là sách đại, cái này là sách cô nữa này. 2731 nữa này. Ủa, Thanh Thúy được có 2 đi xe hả? Dạy con không? Đâu chứ mình đâu có, mà sai khóc đi. Ôi giời. Bây giờ đưa sai xong rồi cái... Vậy là bây giờ bán, đại là hết rồi hả? Bán chia solo đi. Đây này, còn một ri này nữa này, em Nam này. Còn một ri này này. Em, Nam này của ai đây? Nam, ri này của ai đây? Ri này ở đâu? Không, cái này chị vừa mở đây ra này. Kìa mẫu của nó kìa, cái bình. Ừ, vậy Thanh Thủy được có 3 ri thôi hả? Ủa, thế làm ra còn được nhiều. Bây giờ cái sai đại còn không? Đấy, hết luôn thì đang thấy đâu thì like xong hết mẹ luôn. Xin lỗi mọi người đừng chửi em, hết rồi. Thằng Nam nó kêu hết rồi. Thì chị lên chưa? Chưa. Cái của ai, nhóm sai nào? Đây thì cũng là nghề cho Thanh Thí. Không thôi, Thanh Thí được 3 đi được rồi. Thanh Thí má rồi, thôi đi vậy. Thôi thôi vậy thôi, chia đi. Không không, cho một bạn nào đó chưa được ri nào đi, anh Loan cho ri đi. Còn nữa không, cho anh Loan ri đi. Đây nè, còn sót ri nào không? Cho bạn ri đi. Còn ri nào không? Cho anh Đàn ri, cho Mỹ Linh ri. Rồi còn ri nào không? Cho bắt đầu Hải Nhàn còn không? Kiếm cho Hải Nhàn mấy đi coi. Bới coi em. Còn không? Cứ chốt 5 ri. Rồi 1, 2, 2 ri, sao tụi em chốt được thì bỏ thôi, chốt mé như vậy cho nhanh. Chứ em thấy nó phức tạp. Rồi bây giờ sai cổ. Nhóm sai cổ 2731. Em mới vào được có ri hả? Còn không kiếm đi, nhanh lên nào. Đây ngố cái chai này. Em nhặt được ở siêu thị hả? Gen đi Nguyễn xong rồi phải không anh hả? Từ. Còn không? Hải Nhàn còn không? Rồi bây giờ nè. Ủa Nam ơi, cái quần này là đâu? 1, 2, 3, 4, chị vừa lấy mẫu ra đó. Chị vừa lấy mẫu ở đây nè. Trả lại cái quần mẫu đi. Rồi bây giờ bắt đầu lên hàng. Còn hàng. Lấy còn một tí nữa cho anh ơi. Cho Hải Nhan. Hải Nhan rồi. Má cuối cùng hả? Còn một đi cuối cùng hả? Chị Giáng Ngọc được mấy đi rồi? Thôi Giáng Ngọc được 4 rồi, thôi đừng lấy nữa chị ơi. Chia cho ai nha. Ờ, bạn nào được đi rồi? Có ai chưa được đi nào không ta? Quá trời được rồi này. Hồ Cảnh là bạn nào đâu? Hồ Cảnh là ai anh Thái? Quen lắm. Hồ Cảnh nhắn Zalo giùm em, chấm Zalo giùm em cái có phải không ạ? Ok cái đi. Hồ Cảnh ok, cho Hồ Cảnh một ri đi. Cho Hồ Cảnh một ri đi. Ờ, cho Hồ Cảnh một ri. Còn ri nào nữa không? Còn cái sai đại không? Bây giờ sai cô hả? Anh cái tay ra rồi 150 đến 150 thấy rồi. 150, 150, bây giờ size to hơn. Rồi bắt đầu cái này là cổ ngố. Cái này là, nó là cổ. Cái này là cổ, phải chia sẻ đều chứ chị. Cứ chốt thế thôi mà biết. Chốt thế với chị. Nãy giờ đang chia đó, mỗi người được có 1-2 ri đó. Nhá, chia đó, đang chia đó rồi. Tại vì nó ít quá, hàng sale đừng buồn nhá. Rồi cổ, à Hồ Cảnh em mới quay lại rồi. Cái này là cồ mọi người ơi, cồ nha, hàng cồ là cái hàng này đang đi 140 mấy ngàn đó, nó đang đi 140 mấy ngàn. Rồi ai lấy cồ có mình cồ giùm em. Cồ em đi mọi người, giá chỉ có 99 ngàn thôi. Ừ. Cồ 99k, rất rẻ luôn. Cồ mấy đi. Rồi cồ này 160, 200 được bao nhiêu đi tất cả? Nhiều bây giờ lấy không? Bây giờ cồ ai lấy bao nhiêu đi báo luôn đi. Cô hả? Cô 99 ngàn. Bây giờ các bạn ơi, bao nhiêu ri bóc luôn đi các bạn ơi. Bao nhiêu ri lửng đi, tại vì nó có tầm khoảng 30 ri đây. Các bạn ơi, bây giờ ai dễ tính á, ai dễ tính thì lấy bao nhiêu ri luôn đi. Tối đa 3 ri thôi nha mọi người ơi, tối đa 3 ri thôi. Tuyết 3 ri hả? Rồi, khoan từ bây giờ cho mỗi bạn tối đa 3 ri trước đi đã nha mọi người nha. Ai lấy 3 ri đi. Lý Phan 3 ri thôi nha, mỗi bạn 3 ri thôi. Lý Phan 3 ri. Tối đa 3 thôi mọi người ơi, để chia chia. Lý Phan 1 ri nè, Lý Phan 2 ri nè. Rồi màu khói màu xanh, đủ màu cho các bạn. Đây này 2731 luôn em ạ. 2731 luôn. Nhóm này 731 luôn. Cái này là
Rồi, cô luôn 200 là bao nhiêu đi? Nãy đi được nãy chị cháu còn có gì đó. Sao kiếm đi đó, nãy chiếc đi là 1621 đúng không? 161. 160 đến 200. Nhóm size 160 200. Rồi bắt đầu chốt. Đấy là ngố không? Không tính về nha. Ờ, đang lấy ngố đó, đang lấy lửng ngố. Chị Thanh Hoa, chị Thanh gì nhỉ? 2 ly cho bạn Mỹ Linh. Đây, ngố này. Mỹ Linh 1 ly nè. Mỹ Linh 1 ly rồi đó. Tạp lắm rồi, thằng là biết tạp lắm. Dài rồi. Em nhìn ngọt ốc gì đây lên. Dài. Thì nó lấn vô cái hàng, nó bằng bằng đại, nó bằng giá với nhau. Rồi Mỹ Linh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Mỹ Linh. Mỹ Linh 1 ly. Rồi có ly xanh nào thì chị Thanh Hoa mới ly xanh thôi. Không, tên là Hải Nhàn 5 ri. Cái này là sai khổ hơn nữa. Thôi vậy thôi cho mẹ tao like 1 ri, từng ri cho rồi cho nhanh nhé. Nào thôi like từng ri cho nhanh. Cứ bây giờ mở ra đi, bây giờ sao. Rồi cho chị Hải Nhàn luôn, bốc luôn đi cho chị Hải Nhàn. Đây này, đây này, nhóm size này luôn đi chị Tuyết. Ừ, cho các bạn thôi rẻ luôn, bán rẻ cho mọi người đi. Chứ hàng bây giờ ít quá, chia không đủ. Cho Hải Nhàn sai khổ luôn đi, Hải Nhàn 5 ri. Ôi, 3 ri thôi, Hải Nhàn 3 ri thôi, chia mỗi bạn tối đa 3 ri thôi. Cái gì đó nha, mẹ đi bảo đi. Thôi đi nè. Thanh Hoa này bây giờ có 1 ri đúng không? Ờ, Thanh Hoa tại vì lấy đồ xanh. 3 ri nè. Hải Nhàn tối đa 3 ri, mỗi bạn tối đa 3 ri không thôi. Còn đâu có rồi. Để nhau 3 ri đủ rồi nè. Hồ Cảnh được mấy ri rồi? Hồ Cảnh chưa có. Hồ Cảnh 2 ri. 2730 luôn Hải Nhàn. Ừ, cho cô. Hồ Cảnh này hơi ri nè. Rồi, khắc mã nha em nha, khắc mã nha. Mi Hạnh Trần 1 ri, bốc cho Mi Hạnh Trần này xinh đẹp đẹp. Rồi mi hành trần luôn. Còn cảnh người ta cứ đổi đổi đi xuống về cho một cảnh nè. Đấy là mi hành trần. Đây là coi ri nè. Này mi hành trần 1 ri này em này. Mi hành trần hết rồi. Sai cô đó. Mi hành trần 1 ri. Rồi. Còn cảnh mi hành trần rồi nữa không? Rồi. Rồi anh Đoan 2 ri. Anh Đoan 2 ri. Các mã nha em nha. Ghi nha. Còn cảnh 3 ri hả? Còn cảnh 2 ri. Rồi anh Đoan 2 ri. Anh Đoan 2 ri. Anh Đoan 2 ri. Ôi con dậy rồi em kìa. Anh Đoan hả? Ờ, anh Đoan 2 đi. Đoan 2 đi rồi. Đưa chị Nhung cái đi này con. Đưa đây con này. Anh Đoan 2 đi. Từ từ anh Đoan hơi đi nè, từ từ nha. Anh Đoan hơi đi nè, anh Đoan hơi đi nè. Anh Đoan đi 2 đi rồi. Anh cầm bình không? Anh Đoan 2 đi rồi. Anh Đoan 2 đi rồi. Anh Đoan rồi. Rồi được chưa? Anh Đoan được mấy đi rồi? Chị nãy chị Thanh Hoa được mấy đi rồi? Rồi cho đi 1 đi Thanh Hoa nữa này. Hết. Rồi tiếp, bắt đầu tới kế tiếp. Chị Thanh Thủy, Thanh Thủy 3 ri. Thanh Thủy 1 ngố này. Các bạn nhận về mà không nghiền thôi lên này. Thanh Thủy này em ơi. Thanh Thủy này em ơi. Đằng sau bên kia kìa, màu xanh xanh kìa. Có thể Thanh Thủy 1 ri xanh, 1 ri khói. Đằng sau lưng em. Không có 1 ri nào chồng nhau hết. Không có 1 ri nào được 2 mã nữa. Không có mã nào được 2 ri đâu các bạn. Điên luôn á, nó còn vết. Ơi nữa không? Thanh Thủy 3 ri, thấy gì Thanh Thủy? Rồi Thanh Thủy 3 ri, rồi tiếp. Hoa 10 giờ 2 ri, nhanh lên Hoa 10 giờ 2 ri. Còn không? Đằng sau lưng em còn mấy ri kìa? Hoa 10 giờ à? Hoa 10 giờ mấy ri? 2 ri. Mùng Nam mới lên đừng có dầm mùng Nam. Nam ơi. Nam. Linh Như tới 7 giờ mấy rồi mà. Thiên Như à? Rồi nhanh lên. Rồi còn không cho tới Nguyễn? Mày nhầm rồi. 10 giờ được mấy đi? 2 đi nhỉ? Tới Nguyễn 2 đi. Đúng rồi. Rồi. À, Nguyễn Loan 1 ri. Ủa vâng rồi kia mà đi công vi mà sao công vi còn đây? Nó đầy không? Hả? Nguyễn Loan đầy. Không, mở có một mã rồi đó. Ủa? Đào thành rút ra chứ. Để mở. Châm hồ thêm 1 ri, châm hồ 1 ri. Châm hồ. Luôn. Biết em ơi, không có để như vậy đâu. Cắt ra. Nguyễn Loan châm hồ, Thu Hà Dương 2 ri. Nguyễn Loan châm hồ, Thu Hà Dương này. Thu Hà Dương này, như 1 ri cho mình. Còn không cho chị Nga Mai, còn không cho chị Nga Mai 2 ri. Thu Hà Dương được 2 ri không chị? Thu Hà Dương, rồi, chị Nga Mai 2 ri em ơi. Cô, nhanh vào. Thấy rồi, còn rồi không ạ? Đằng sau, đằng sau. Không, Nga Mai không có đâu.
Gần hả? Vui. Gần hả? Vui. Không vui hả? Còn còn dài thôi. Dài. Cái này còn gì nào không? Vui. Dài, còn đây. Vui. Dài luôn. Rồi, bắt đầu hết. Hết hết. Xin lỗi mọi người. Rồi những ai sau là thua rồi. Còn không? Đang lên gì? Đang lên quần ngố bé gái sạch cổ họ đang đi đi. Móc mấy cái quần rồi em được một ri á, không đi hả? Không gì đó này chứ. Cái này dài. Rồi bắt đầu bắt đầu. Rồi cho luôn đi, cho luôn đi. Hồi nãy là chị Nga Mai chưa có. Nè Nga Mai, nhanh lên. Nè, rớt cái này của cái ta, trời ơi. Nga Mai là 2 ri. Rồi tiếp. Nga Mai 1 ri. Rồi chắc là hết rồi. Rồi bắt đầu qua dốc cơ dài. Cycle. Cái gì cao? Nha các bạn ơi, cái này là cycle, hồi nãy là các bạn lấy đạn. Đó. Hồi nãy là cái này là 105 mọi người nhá. Cycle dài cứ đơn cycle dài 105 viết giá lên cho chị Nhung nha. Tất cả bình mấy ông ấy nha viết giá 105 nha, cycle 105. Nhóm size này là nhóm size 21 đến 34 ấy. Hả? Cô dài mọi người nha, 105. Rồi bắt đầu mã này. Bắt đầu em đọc mã này. 681, ai lấy comment 681 này. 681, 681. Được mấy đi? Mỗi người 1 đi xem nào. Cái này có được 17 đi tất cả. Cái này có 17 đi tất cả, em chia cho mỗi bạn 1 ri. Mỗi bạn 1 ri nhá. Mỗi bạn 1 ri đồng ý không? Có 17 ri tất cả mà bây giờ 60 người giờ thì mỗi bạn 1 ri được không? Bây giờ mỗi bạn 1 ri thôi nhá. Được chưa? Rồi bây giờ là dài cổ không? Bây giờ là size cổ này. Dài cổ. Em biết giá 105 cho chị Nhung thôi. Rồi bắt đầu 105 này. Ai lấy 1 ri cho chị Thanh Thủy 1 ri này. Ai lấy 1 ri cứ ghi 1 ri trước đã. Nhận 1 ri trước đã. Em chứ bây giờ có người có người không buồn lắm, em cũng bản thân em cũng buồn nữa. Đây này. Nó đẹp giá mà như thế này này. Trời ơi ông. Hàng này bán kiểu nào bán một nốt nhạc là hết luôn á, bán một nốt nhạc luôn á. Nha, yeah, mỗi bạn 1 ri. Thanh Thủy 1 ri. Nguyễn Loan 1 ri. Viết giá vào cho chị không là ngày mai là. Rồi đây chị Nhung này. Trời ơi nó đẹp khủng khiếp. Anh Đoan 1 ri. Nó đẹp khủng khiếp luôn. Nó đẹp khủng khiếp luôn. Cycle 105 rẻ kinh khủng. Này anh Đoan, mở đi để kiểm tra xác định là hàng dài. Dài cổ. Rồi anh Đoan 1 ri. Chia mỗi người 1 ri đã. Rồi Lý Phan. Lý Phan 1 ri. Ồ đẹp thế. Ôi cái quần nó đẹp thật. Cho Lý Phan luôn, cho Lý Phan đi đó. Lý Phan 2 đi. Thúy 2 đi. À Thúy 2 đi. Lý Thúy 2 đi. Đang chia như vậy để bạn nào cũng có hàng đó các bạn ơi, chứ mọi người mà nó như thế này này. Nhá. Đó, Thúy rồi cho là 10 giờ luôn. Thí chưa? Đây, thí này, đây của thí luôn hả? Thí 2 ri đó. Rồi, qua 10 giờ 1 ri. Không chơi với chị nữa. Chốt đi. Trời ơi, hàng sale mà mọi người, chứ có phải hàng mà giá nghiêm không? Bây giờ các bạn lấy hàng nghiêm thì giá nó là 140, 160, 170. Hàng sale một thứ coi ri, em cũng đang đau đầu với các bạn đấy. Đây hả, cái này của qua 10 giờ hả? Qua 10 giờ luôn này. Qua 10 giờ 1 ri, khỏi chi, khỏi tranh nhau. Với lại like thì các bạn được bạn mạng mạnh, bạn mạng yếu nên thôi. Âu Nga 2 ri. Ông Nga 2 đi nha, đang nhìn từ trên xuống dưới. Ông Nga được 2 đi, rồi. Hôm nay hơn 10 giờ nha. Ông Nga nghe bình. Đứng hàng anh đó. Chị Nga Mai cho 1 đi. Nga Mai có chưa chị? Đây Nga Mai cho 1 đi ống rộng này. Nga Mai, à, không, thêm cái ống. Quần góc cơ, cái này là quần góc cơ. Trời ơi, nó đẹp giá mà. Quần góc cơ, cái quần này về bán một nút nhạc luôn, chứ không phải bán nhiều nữa. Châm hồ cho ri đi, châm hồ. Nga Mai chưa có, Nga Mai chưa có, Nga Mai đang xin cho ông Loa. Trăm hồ. Cái này trăm hồ đúng không? Mỹ Linh có được mấy đi rồi? Mỹ Linh mấy đi rồi? Chưa có. Đây ông Loa cho chị Nga Mai này. Ngầu lắm, ở ngoài nó đẹp kinh khủng luôn, cái chất vải nó đẹp. Ông Loa nhá, chị Nga Mai 1 đi này. Hàng xe cổ, giá này quá rẻ luôn. Này, cái này của chị Nga Mai này em này, nhanh cái tay vào. Cái đó của Nga Mai biết giá nha em nha. Mỹ Linh được khi nào chưa? Chưa. Cho Mỹ Linh đi này. Cái này của Mỹ Linh. Cái giống như Mỹ Linh là còn cái ri này. Mỹ Linh 1 ri này. Mỹ Linh à, cái này của bé Mỹ Linh. Mỹ Linh này nha. À, Hồ Cảnh. Hồ Cảnh là ri giống như Mỹ Linh luôn á. À, giống Mỹ Linh luôn, Hồ Cảnh 1 ri. Mỹ Linh này, Hồ Cảnh này. Rồi, còn ri nào không? Cổ ri 5. Hết rồi. Còn ri. Đây là nó như vậy luôn hả? Không, không.
Cái này cho chị gì nhỉ? Mỹ Linh. Ủa, chị thấy em không? Trả lời giúp em hả? Gen đi Nguyễn thấy mà. Chị Hoa Thi một ly đi. Cho chị Hoa Thi một ly. Hoa Thi. Ờ, Hoa Thi một ly. Một gói đẹp chưa? Đẹp lắm luôn chứ phải đẹp thường mọi người ơi, hàng này cồ mà. Nhá, khói này. Đó, khói này. Còn có một ri này bạn nào lấy luôn em ẩn. Thấy mà đừng lấy rách cho em nha hả? Em màu đậm. Khó lắm. Bởi vì nó cứ hàng hot không à. Cho Jenny Nguyễn đi đỉnh nhất đi. Jenny Nguyễn đỉnh nhất đi luôn. Cái nào nó cũng hơi quát quát như thế này này chứ nó không có hiền lành đâu, cái hàng của nhà này nó không có hiền lành em yêu ạ. Nó cứ quát quát như vậy này. Đấy. Nó quát quát như vậy này. Em bóc cửa đây. An Nguyễn cho chị Duy đi. Cái này là mới rồi. Hả? Mới đúng không? Hai. Cái này là của chị An Nguyễn, cho chị An Nguyễn đi này. Cho An Nguyễn đi đó. Ừ. An Nguyễn đi đó. Ok. Rồi còn đâu thì cho bạn nào? Còn đâu? Lâu. Chết luôn. Rồi chết với cả nào đây. Đâu. Không nước có đúng hoàn toàn, không rất hoàn toàn. Hàng này không có nhiều tại lô cuối cùng rồi. Nhà có gì không có nước uống. Nhà ghi luôn đi dân dân quên thiệt thì sợ lấy cái chưa. An Nguyễn. Cái này cho một ly. Alo. Biết là mày phải yêu sắt mới hiểu không? Này, tất cả người ta 2-3 ly tiết xin có ly kiếm chuyện vừa thôi. Dạ đúng rồi chị ơi, chị chiều chị gọi lại cho em nhé, em đang bận lắm. Em đang nhận đó, em đang đúng rồi đó, em tuyển nhưng mà có điều là một xíu em gọi lại quá. Chị gọi lại cho em buổi chiều được không? Dạ em đang có việc dở cái. Dạ. Châm hồ được đi nào? Châm hồ được khi nào cho bạn đi đi. Thêm dắt cơ chị nhé, mà chưa có quần. Châm hồ nó được dắt cơ luôn đi. Châm hồ được đi dắt cơ luôn hả? Này ống le này cho bạn cái gì nhỉ? Minh Ngọc Minh. Cho em ri ống le này, ngầu quá, đẹp quá. À. Khói đó cho hồ cảnh ri nữa này. Cho khoảng một. Ừ, còn ri nào nữa không? Còn ri le nào không cho bạn Jenny Nguyễn cái này. Đúng le. Coi xem cái le này có không cho Jenny Nguyễn đi. Ủa le luôn, đúng đỉnh luôn. Má ơi nó đẹp. Nhá Jenny nhá. Trời ơi má ơi này. Nè ra đi Nguyễn đi đúng le này luôn. Một. Rồi còn ai nữa chưa có không? Nãy giờ chưa đọc tên ai không? 105 cycle. Ừ. Còn không cho khói thu lê đi. Khói thu lê đi. Ok hết. Còn không? Cổ với hả? Xuông. Nào Nam bới đi Nam, Nam bới đi. Bới gì nữa đó nhìn trong lỗ còn đây là gì? Đây là dài đấy trai hả? Rồi bắt đầu dài đấy trai. Đây là Phương Vi mới. Phương Vi mới ơi, đơn hàng của em hồi nãy là sáng nay các bạn đi gửi nhưng mà xe không chạy kịp em nhá. Tức là xe của em là phải canh giờ ấy. Nó chỉ đậu ở bến xe từ 10 giờ tới hình như là mười mấy giờ thôi. Sau giờ 2:06 còn khó hơn hai. Tại vì bây giờ chiều hôm nay là do là mỗi thứ có một ri. Hình như có quần bé trai, bây giờ bắt đầu quần bé trai. Nào bắt đầu em ơi, quần bé trai phải tập trung vô để like từng mã cho các bạn nào. Dài trai 16 tay đại. Dài trai nhóm size đại nha. Nhóm size của nó là một đại. Tất cả cái hàng này không bao giờ có giá dưới 130 mọi người nhá. Hàng nghiêm của nó không bao giờ có dưới 130. Bây giờ là dài bé trai trước đã. Cái này là hàng của nó kèm dây nịt. Các bạn đừng có sợ chưa gửi được chị em ơi, sáng nay là các em, bạn nhân viên bạn giao đi xong rồi bạn lại phải trở về do cái xe nó đậu từ 10 giờ tới 12 giờ. Ngày mai chị sẽ đi sớm cho em hơn nữa. Còn một ri hả? Dài bé gái còn một ri. Dài bé gái một ri cho Giáng Ngọc. Đúng le luôn. Trời luôn, đúng luôn. Phải Giáng Ngọc 105. Đúng rồi. Hàng mơ ước à? Đúng rồi. Cỡ bao lâu nữa tới chị nhí chị. Đây bắt đầu lên nhí lát nữa có. Kèm dây nịt. Cái này kèm dây nịt vậy thì cho được. Ừ đúng rồi em. Chọn luôn em ạ. Rồi hàng này là mã bắt đầu dài đại bé trai. Nó đẹp không tả nổi luôn, trời ơi nó đẹp dã man nha. Nhóm size đại nha mọi người, đừng có sợ dây kéo khóa của BB, bởi vì kéo khóa thực chất nó là cục bấm, nó sang lắm mà nó size đại đẹp kinh khủng, kèm dây nịt nhá. Rồi co giãn xịn sò, BB là chất co giãn xịn sò được chưa. Rồi cái mã này là 271, ai lấy cho em 271 size đại, và giá của chị em mình là bao nhiêu nhở? Chờ em xíu, dài bé trai cái hàng này 99 ngàn hay sao, phải kiểm tra cái ông là nhầm giá là lỗ chết luôn.
em sợ lắm. Đấy, tí em bán nhà. Có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây. Bởi vì hôm nay sao giá nó lại còn rẻ hơn bố hôm trước. Thôi, chơi luôn. Dài đại bé trai 95.000. Có 95.000. Nhiều mẫu hay ít rẻ em ạ? Hàng này rẻ hơn Tiến bóng dưng rẻ hơn 4.000 bố hôm trước. Tại vì nó có ít hay sao chứ? Còn ít quá. Rồi bắt đầu nhanh nha. Rồi, 271, ai lấy cho mày em 271 này, 271 nha mọi người nhá. Từ từ đã, 271 cho bạn Bùi Kim Nguyên. Nào, nhảy đi, nào đâu rồi? Bùi Kim Nguyên, em thảy ra đây này. Mẫu đâu? Tất cả hàng này đều kèm dây nịt nha mọi người nha, size đại nha, 16 nha. Không có nhiều đâu, rồi, 404, nhanh nha mọi người ơi, 404 nha. 404, hàng bé trai thì nó quá đỉnh. Nhưng mà sao em cũng không hiểu hay là nó có nhầm giá hay không, kệ mẹ nó đi, tính sau bây giờ là 95.000 đã. Nha, kệ mẹ nó đi, bởi vì do bây giờ cứ lên 95.000, bởi vì được giá rẻ thì cứ nhập rẻ trước giá nhá mọi người nhá. Cậu xin bà đừng qua live. Tao nhầm giá. Đừng qua live. Ôi sao tự nhiên hôm nay nó lại rẻ hơn bố hôm trước 5.000, em cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ cứ im lặng đi, đừng. Cậu xin bà đang biết bill nhầm giá rồi, em thề mọi người luôn. Thề bố bà đi. Đừng qua live được rồi. 1040 được mấy đi em ơi? Trăm Hồ. Ờ, Lê Kiều Hoa. Đi mẫu đâu em ơi? Em thảy mẫu ra ngoài để riêng. Mẫu đâu? Rồi Lê Kiều Hoa, viết giá, tất cả hàng này phải viết giá nha em nhá. Ờ, 95.000 thôi. Trâm Hồ, Lê Kiều Hoa, Anh Đoan. Anh Đoan. Thu Lê. Thu Lê được 3 đi hả? Rồi Thu Lê, ok. Còn đâu? Hết rồi. Rồi mã này được mấy đi? Đây còn cái gì mẫu cho ai nữa? Thu Lê, Lê Hình Nguyên. Rồi cái mã này thế này sai đại đó. 95.000 nhá mọi người nhá. Nhầm cái hôm nay là tiền số này rẻ hơn, em kệ bố nó đi. 125, ai lấy cho mình em 125. 125, tất cả hàng này đều kèm dây nịt nha mọi người nha. Tất cả hàng này đều kèm dây nịt hết. Rồi 125, em khỏi mở dây nịt nha. Rồi 125. Rồi 125 xe đại đấy, xe đại 125. 125 được đấy đi nha. 125 cứ comment đi. À, coi cả báo và xem live báo biết. Nãy báo hồ bà kêu mẹ mày mới bán mày lỗ mười mấy ngàn nè. 125 cho Nguyễn Lan. Đâu có. 125 Nguyễn Lan Lê Hình Nguyên, Phương Vi mới, Hoa 10 còn không? Không. Hoa 10 giờ. Rồi. Không có nhiều đâu nên các bạn chốt nhanh vào. Rồi 21261. Trời ơi nó ngầu. 261 ngầu lắm. Này, con cái này. 125 cho Mỹ Trang. Mỹ Trang, ok Mỹ Trang. Cái mã này, cái hàng này nó cao lắm nha. Nhớ là chị em mình đang lấy ở đây là hàng sale. Các bạn nhớ giùm em đang lấy ở đây là hàng sale nên bởi vậy mới có giá 95.000, còn nếu nghiêm của nó thì không thể nào tưởng tượng nổi đâu, giá nghiêm cao lắm. Rồi, 261. Cái mã này 261 nó rách nhưng mà nó không hề rách. Rồi, 261 cho chị Thu Hào. Được mấy đi? 261 Thu Hào nè. 261 cho Mỹ Linh. Hàng này khá đỉnh luôn, trời ơi. Còn không? 261 còn không? Trâm Hồ. Trâm Hồ này, Trâm Hồ. Khánh An còn không? Ờ, 261 kèm dây nhiệt nhé. 1016. Rồi. Cái mã này là biết 3 số cuối thôi, 3 số cuối hả? 95 à? 95.000. Khánh An chưa? Rồi, Khánh An là cuối. Rồi, Khánh An còn không? Lê Kiều Hoa. Lê Kiều Hoa này. Rồi, Lê Kiều Hoa còn không? Có ông Nga. Ông Nga. Ông Nga đây. Rồi, còn không? Còn mỗi đi chung cuối cùng cho Mỹ Trang. Mỗi đi cuối cùng Mỹ Trang 873. Cái mã này là 873. Nhung đọc 3 số đầu, Nhung ơi, ai là chung là đọc 3 số cuối. Ném đấy anh. Rồi, cái lỡ rồi, 873. 55. 873. Thế rồi, giữ dài còn đấy mà. 16 còn ri này. 1026 còn ri hả? Cho bạn cho chị Nguyễn Thị Nguyệt. Rồi 873 cho Thu Lê. Tất cả hàng này đều có dây nịt hết mọi người nha. Tất cả hàng này đều có dây nịt hết. Thu Lê, có mấy ri em ơi? Có 2 ri là Thu Lê đây phải không? Đúng rồi. Này của Thu Lê. Rồi, Thu Lê mới lại Mỹ Loan ok hết. Mỹ Trang hết. Rồi, cái này là 1112. Thì là 1112. Má ơi nó đẹp kìa, đủ chất chưa? 112 có một ri thôi á. 112 ok chưa? Đó có một ri duy nhất thôi, trời ơi nó chất lừ luôn. Có dán hàng này kèm dây nịt chứ bạn này, kèm dây nịt em đang cầm trên tay là dây nịt của nó đây. 112 nhá, túi hộp. Ô trời má ơi nó ngầu. Má ơi nó đẹp kinh khủng. Má ơi Thu Lê ok Thu Lê luôn. Trời ơi má ơi nè, em ơi đừng để mất cái nực của nó ra. Cái này là quần ra cơ bé gái dài thôi. Thu Lê à? Lê đây rồi, của em là cái toàn một ri quần jean dài, dắp cơ dài đại cô như đây của bé gái này. À, dài cô bé gái. Mọi người nhé, 105. Quần dắp cơ bé gái dài này.
chị em. Cái mã này là mã là 553. 553. 553 53 bé gái đó, 553 gái 105 cho anh Đoan. Anh Đoan đi nè, giống như vậy mà mã khác thôi. Rồi đâu rồi, năm đây đây mẫu đây. Này cái này của anh Đoan. Thứ 1 á. Anh Đoan cho anh 246 chị ơi. 46 chứ. Không, 1722 cái này hàng sạch rồi. Ờ biết giá 105 chị nhá. 553 gì nhỉ? Anh Đoan không? Anh Đoan mấy bạn gì đây? Lý Phan. Viết đi, viết đi một gì nhỉ? Viết đi. Giá 105 chứ không là nó cứ ngày mai kiểm hàng nó cứ đục 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 đục. Trời ơi cái mã này đẹp quá. Rồi 352. 352 màu bạc như thế này. Cái quần nó ở dưới này. Đó. 352, 352 có 2 đi. Cái này là 95.000 size đại đây nha bé trai. 352. Nhóm size 116 nhá. 352 đây là số 1 này. 352 đẹp lắm luôn á, 352. 352 cho bạn gì nhỉ? Châm Hồ. Gì mẫu này? Châm Hồ. Châm Hồ. Ok Nguyễn Thành Hiếu. Đúng Nguyễn Thành Hiếu anh. Ừ. Đừng sợ dây nịt. Dây nịt của nhà này nó làm chỉ để cho nó sang thôi bởi vì nó là nút bấm. Hình không? Nút bấm kèm dây nịt. Kèm dây nịt cho sang. Rồi mã này 1146. 146 nhá, 146. 146. Nó đây luôn hả Nam? Phải dây nịt đấy hả? Đây luôn hả? Nó đây luôn hả? Nó luôn hả? 146. Chốt đi chốt thêm nè em ơi, chốt đi. Chốt đi đừng cho thêm một chai nhé. Đây đây. Chốt đi 146. 146 cho chị Nguyễn Thị Nguyệt. Hàng này hàng siêu VIP mà của BB mà. Đây, 146 cho Nguyễn Thị Nguyệt. Lên lưng. Lên lưng chưa hả? Chưa. Vẫn đang là già. Một cái mẫu này cho. Đâu màu bạc này chị chưa lên mà. Đâu màu bạc này chưa lên mà. Đến gì đó. Em ơi, dây nịt này em lại trả dây nịt. Đến gì gì mà. Đây này là dây nịt. Mẫu đâu? Ôi, ôi, nó đẹp. Cái này dài bé gái rồi. Dài bé gái 95 ngàn. Bạc bạc bé gái này. Bé gái 95. Dài lên thôi. Đi trộn quá, đi trộn quá. Này trộn hả? Có một đi trộn này, có một đi trộn bé gái. Trộn bé gái nhá. Con đi tay nha. Ừ, mấy đứa. Bây giờ chị cứ like xong là lên mà. Dài gái này, Lê Kiều Hoa, trộn 95 ngàn. 95 ngàn. Bỏ cái này ra đi. Bỏ cái con này ra đi. Bỏ cái kia. Lấy cầu hoa là di 1 2 3 4 5 nhỉ? Lấy cầu hoa di trộn di 5 nhá. Đây là gái trai đây. Đây 95 à? Cái này là cho tôi trả rồi. Rồi cái này ai lấy cho mình em, mã này là mã 1031 cho mọi người nhé. 1031 95 ngàn. 1031 95 ngàn. 1031 nhé, 1031 95 ngàn. 1031 cho chị Lê Kiều Hoa. Lê Kiều Hoa. Rồi 10 vẫn còn á. Nguyễn Thanh Hiếu. Nguyễn Thanh Hiếu. Ừ. Còn. Vẫn chưa gọi đâu. Còn 3 ri. Còn 3 ri. Ừ ok, còn 3 ri. Đây là 3 mẫu. Mẫu. Ờ. 1031. 1035. Rồi, cái này là 1031 nữa. Còn là màu đậm, từ từ. Đi nào hả nhanh Nguyễn hả? Thấy em không thấy mà. Cái màu này màu đậm, hồi nãy màu bạc. Cái này màu bạc đậm này, đẹp lắm. Nha, cái này là bé gái hay sao á? Dài gái hay sao á? Dài gái này. Đó, dài gái co giãn xịn vô cùng luôn. Hàng này các bạn ơi, đỉnh của đỉnh này, quần dài bé gái nhá. Rồi ai lấy cho mời em này, 31 luôn này. 31 nhưng mà màu đậm, hồi nãy là màu bạc. Các bạn nhá, còn có đi 2 đi thôi. Rồi màu bạc ai lấy thôi. Màu đậm màu bạc. Mẫu đồ nào? 31. Mở đèn bình nhé. Rồi mở đi em ơi. Đeo. Rồi cái mã này là 253. Còn Rococo 31 cho Thanh Hiếu luôn. Thanh Hiếu lấy đi đó luôn. Rồi anh Đoan luôn. Cái màu đậm á. Anh Đoan. Anh Đoan luôn. Anh Đoan đi. Ừ dài gái đó. Rồi cái này là 253. Bé trai 253 bé trai. 253. Nó là như vậy. Rồi, 253 bé trai nha, 95 ngàn. 253 bé trai. Đẹp xỉu luôn. Đó bên tay này. Đây hàng đây hàng. 253 bé trai cho hàng Miu. 253 một bé đi cuối cùng cho bạn Yên Minh hết. Hết hết. Của ngành qua đứa nào bạn nào cứ nói chị ơi khi nào lên luôn. Su Boy. Từ nãy giờ mình like nhưng mà mình vẫn cứ kêu có cái gì đó. Bé nó nói chị mà lên BB là chị phải gọi em chứ em bán không còn đi nào. Còn có 4-5 ri màu đen, mình bán luôn một lần màu đen, có màu đen. 4-5 ri màu đen à. Ừ.
Đen hả? Có 4 ly đen thôi hả? Ai ly đen có mình đen giùm em nhé. Đen đen đây, đen trời ơi, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi chị ha. Vui vui đó. Rồi ai lấy đen có mình đen giùm em, trời ơi nó đẹp. Đen nha, đen Thúy Lê. Có mình đen đi các bạn ơi, đen, đen Thúy Lê. Rồi đen cái hàng Miu. Nhớ viết giá 95 nha em nha. Hàng này phải giá, không nhớ chết luôn đó. 95 đó, là hàng Miu, Mỹ Trang, Bùi Kim Nguyên. Hàng Miu, Mỹ Trang, Kim Nguyên. Còn đi ri, đi kìa. Hả? Còn đi mẫu. Còn đi mẫu đó cho tới Nguyễn. Em chị không thể thấy luôn á. Nhanh Nguyễn chốt đi. Chốt đi, chị Nhung thấy là chị Nhung chụp em liền. Ừ. Này màu khói. Màu khói. Màu khói này. Khói, ai nói khói không? Mình khói có một ri thôi. Má là má gì không biết nữa. Khói này. Có một ri thôi, khói, ai lấy khói cho mình khói. Lượng siêu nhí 4 ri nhé hả? Chưa lên em ơi, lát nó có ngô, có nhí luôn á. Khói cho thu lê luôn. Rồi, cái này là 212. Cũng khói luôn. Khói cho thu lê em ơi. 212 nhé mọi người nha, 212, 95 ngàn, 212. 212, ngầu nhờ, đẹp nhờ. Trời sao cái chất thì nó đẹp dữ ta. Sao nó quá cái hàng là đẹp dữ không? 212, có một ri nhé hả? Rồi ai lấy trắng cho mình trắng. Trắng có 2 ri. Nó đẹp dữ ta, không hiểu luôn, nó làm sao nó quát được cái hàng này luôn. 212 cho Mỹ Trang. Ờ, 212 cho Mỹ Trang đầu tiên. Rồi cái này 311 trắng này. 311 trắng, trắng trắng mọi người nhé. Không hiểu nó làm kiểu gì mà ra được cái chất nước nó mềm như thế này. Trắng. Trắng trắng, các bạn cầm lên trắng luôn đi, trắng trắng. Không hiểu luôn. 311 hay là ý là trắng để từ. Các bạn vẫn đang là ở. Đây Mỹ Trang đấy. Trắng. Mỹ Trang. Mỹ Trang ri nữa mà. Rồi trắng cho chị Nga Mai. Mỹ Trang đi anh, em ghi thu lê rồi. Đây Nga Mai rồi. Trắng Nga Mai, trắng cho Khánh An. Hết. Cái này của Khánh An trắng. Rồi 622. 600 hàng đó. 600 hàng lưng khung mà. 622. 622, 622. 622. 622 chỗ nó đẹp dữ trời ơi. Má ơi nè, các bạn ơi. Cái quần cầm lên nó sướng giả ma luôn, em không hiểu nó làm sao mà nó ra được cái chất jean nó đẹp như này này mọi người. Mà nó chất 62 cho Lê Kiều Hoa, không biết đi em ơi. Lê Kiều Hoa, còn không? Có ri thế hả? Cái này là đỏ đỏ như thế này đẹp chưa? Rồi, 692. 692 đỏ đỏ ngầu ngầu bụi như vậy. Nó hàng nó theo kiểu phong cách ngầu nha mọi người nha. Ai mà bán những cái hàng này là khách nó nghiện một lần nó mua cái hàng này hoài, nó không chịu mua hàng khác đâu đấy. Rồi, 692, 692 nha, chất jean đỉnh của chóp á. 692, ngầu nhờ. Có cái quần nó đẹp. 692 có mấy đi? Một. Mỹ Loan. Rồi, Mỹ Loan với lại cò con. Hết. Cò con được một ri này. Cái này của cò con này. Cái này của cò con. Rồi, 091. Cò con kia con. Ba ơi. Cò con. Bây giờ một là làm, hai ngủ. Ở thế nào mà cầm điện thoại còn chưa đánh cờ tướng nó làm gì? Là con đi thoại. Backline nữa. Mẹ, tao không làm nữa. Backline làm nữa. Bà cường nữa. Giờ này vẫn còn ngồi đánh cờ tướng được. Nó chém mẹ luôn bây giờ. Rồi không. Ra mà phải chém mấy thằng này cái thằng kia rồi. 091 nè, ba cho hàng xin vô đi. Giao nhà đi cùn. 091 cho Lý Phan. Nó đẹp khổ thế. 091 Lý Phan. Này, cùn có một đi à. 95 anh em. Lên đi à. Lên chứ, mẹ vậy mà lên à. Rồi à, 521, cái này là 521. 521 nha mọi người nha, 521. 521 ai lấy 521. 521 con bú sữa chưa? Nhà phải có móc. Nhà phải có móc. Cái bà này là nhìn tóc lắm, bà nào vừa tóc. 521. Không, sữa không? 521 tập trung vô này. Có gì? Mỹ Trang nè, 521 đâu em ơi? Đây. Đây 521 của Mỹ Trang. Mỹ Trang. Mỹ Trang của con sót một đi túi hộp này. Cái này là 033 túi hộp. 033 túi hộp, 033 túi hộp hàng BB này chị chị Chi Vũ ơi, không ba lại còn sao nó lại hỏi câu lại bầu nữa là sao?
Ai hỏi vậy? Nó lại bầu nữa hả? Không, 33 cho Mỹ Trang. Sao lại hỏi lại bầu? Bầu là một niềm đam mê. Ừ, Mỹ Trang. Ai nhanh thì được, cái giờ biết sao nhanh Nguyễn ơi, cố gắng lên nha. 022 túi hộp mà nó đi, nó quát nó xanh xanh như vậy này. 022, ai đây 022, cho mình học 022. Em biết sao bằng nhanh Trần không? 022, lâu rồi không xin. Ừ, bảo Đi kia hả? Đi 022, thí thần hết rồi ạ. 022, Khánh An, ok. 022, mày coi ngó thế nào lên. Có tiền đó. 324, 022 cho bạn ai nhở? Khánh An, Mỹ Trang. Mỹ Trang lên tâm. 022 cho ai vậy? Khánh An, Mỹ Trang rồi. Xin nhanh vào, còn không? Rồi, có con, Thu Lê. Có con Thu Lê không có hả? Rồi, 324, cái này là 324. Ừ. Thôi đúng lại là bây giờ ai lấy lưng không comment lưng không đi. Còn bao nhiêu đi? Đây là gì đây? Sao lấy luôn? Đây này. Đó, còn cái này to thế này mà một lòng à. Đây nha các bạn ơi. Đó, không thấy hết á, em thấy hết rồi mọi người cộng mẹ đó. 324, anh bún mắm anh thấy ơi kìa. Rồi, 034 cho Lý Phan, em ơi. Lý Phan, đây nè. Đầy quá, bỏ hai cục nhà, tháng đầy chấp cả đến lần trước mà. 034 Lý Phan, đâu này, còn đây cái này của ai đây? Lý Phan, ok hết. Lửng hả? Lửng có là cho chị cục em chưa lên hàng lửng chị ạ. Mấy cục rồi. Không gì à, còn một ri dài đất ghim bé gái cycle 105, còn một ri bé gái cycle bé gái nha mọi người nha. Cái này là hàng đất ghim này, bé ghim này. Bé gái 105 cycle. Ai lấy cho một em bé gái khói như vậy. Ngầu lắm. Đó. Cô Lý Phan này, 105 cho Lý Phan. Cái này của em Lý Phan. Ồ, nhưng mà Lý Văn, Kim Nguyên được đi nào chưa? Nhờ cho Kim Nguyên đi. Nói chờ Kim Nguyên không được đi nào, mạng yếu quá. Rồi, mã này. Đi mua hàng, cần cái KS này. Rồi, cái mã này là 034. Còn không biết gì hết. Mình phải thích mặc như thế này, ngầu lắm á. 034 cho. Chứ chưa mặc rồi á. Mà chưa mặc rồi đâu. 034 nha mọi người nha, ngầu lắm luôn. 034 chỗ nó đẹp kinh khủng luôn á. Đâu? Ôi, cái này đẹp lắm. 034 Trần Thị Lành là bạn nào báo lại Nhung với? 034 là chị Kim Nguyên. Rồi Trần Kim Nguyên, à Kim Nguyên, Linh Giang. Trần Thị Lành là ai báo điểm em với? Rồi Kim Linh Giang được chưa? Rồi Thúy Thần, Trần Nguyên á, Thúy Thần Trần Nguyên. Đâu rồi em này? Đây của Thúy Thần Trần Nguyên. Rồi Thúy Thần Trần Nguyên. Trần Thị Lành luôn. Đây là Trần Nguyên à? Trần Nguyên đó. Không phải Trần Thị Lành em ơi. Thí Thần Trần Nguyên. Rồi còn đấy, đi mẫu này của ai này? Không phải Trần Nguyên đâu, không phải Trần Nguyên. À Thí Thần Trần Nguyên đó, đúng rồi, Thí Thần Trần Nguyên. Nhưng mình biết Trần Nguyên, bởi vì nhầm bệnh kia. Biết gì á? Thí Thần. Thí Thần đây rồi. À Thí Thần đó rồi, vậy thì Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thanh Hiếu. 95 à? 95 ngàn đúng rồi. 026, trời nó đẹp. Nguyễn Thanh Hiếu. 026 còn sót ghi kèm dây nịt cho mọi người nha, kèm dây nịt. 026 đẹp kinh khủng khiếp luôn, đẹp muốn ngất ngây luôn. 026 ai lấy cho mình em 026 026 cho mọi người nha. 026 zin cho bạn đó hả? À vậy hả, vậy thì nãy còn một ri nữa cho bạn nào nữa, còn một ri nữa cho bạn có con lên gì đó cho em vô lại đây. Vẫn đang là zin dài đại bé trai, zin dài đại 026 cho bạn ông nha. Rồi ông nha, 026 đẹp quá các bạn ơi. 026 nha mọi người nha, 026 kèm dây nịt, trời ơi, nó ngầu. Nút bấm, đừng có lo nha, nút bấm đi mời bạn, các bạn đừng lo nha, 026 kèm dây nịt, ai lấy cho mời em 026 nè. Ao Nga rồi, ai lấy cho mời em Ao Nga, còn một ri thôi. Nhiều lắm. Rồi, đẹp quá đó. Rồi, cái này là túi hộp mà nó kiểu dạng như vậy. Cái này là 04, ngầu chưa, mà túi hộp. Túi hộp này nha, 04, ai lấy 04 của mình 04. Có 95 ngàn thôi nha, size đại đó mà kèm dây nịt nha. Tất cả hàng này đều kèm dây nịt mọi người nha, kèm dây nịt hết. Rồi, cái này là 04, ai lấy cho mình em 04. Trời ơi, nó đẹp. Đi đâu hết rồi các bạn ơi, 04, đâu rồi. Không.
04. Quần dây thun có mà. 04 04 ai đây 04 các bạn 04 giùm em. Sao để coi được cái nào đây. Mình còn chưa. Chắc từ nó đang bị đứng rồi. Rồi ai lấy comment em 04 nha. Qua mã này em ơi. Qua đây bốc cho em hai đi nhí dài. Không không không. Bất kỳ nữa hả? Qua qua lực phung đi. 04 các bạn đang cần 04. Lên lên dây thun lửng. Cứ tập trung vô cái quần này là quần bé pin bé gái hay là gì đây không biết nữa. Túi hộp như thế này. Rồi ai lấy comment em nha, có một duy nhất thôi. Chị ơi cái hàng này là hàng bé trai đấy ạ. Hàng bé trai nó mới ngầu như vậy chị nhá. 022. 022 ờ. 022 ai lấy 022 comment 022 giùm em. 022 nha mọi người nha, 022 được mấy đi. 022 có ri không? Túi hộp đồ này kia 022 cho Thúy Thuần. Túi hộp đó không phải. Cái này làm đâu? Cố đi trời ơi nó đẹp lắm luôn. 870 ngàn một ri là bao nhiêu tiền chứ? Ri giãn giãn to luôn nó không phải giãn vừa. Cái này sốt đi Yến rồi. 160 một ri. 160 một quần đấy mọi người nha, 160 một quần đó. Đi, rồi. Bán có 95 ngàn. Cái này đi trộn phải không? Trộn này là cái trộn. Trộn trộn đúng rồi, mua 1 tặng 1 đấy. 142 cái này trộn. Sorry mọi người, cái này là trộn. Cái này là trộn nha mọi người nha, trộn. À, một cái quần 3 cái yếm. Một cái quần 3 cái yếm. Nhưng mà tính mọi người giá bao nhiêu luôn nhỉ? 95 ngàn phải không? 95 ngàn luôn, tính 95 luôn nhé. Trộn nhé, trộn. Trộn 95 ngàn cho bạn đầu tiên ai trên cùng này. Thúy Thúy. Ok, Thúy Thúy luôn. Thúy Thúy. Này là 323. 323. Em phải giấu mấy quần cho con em mặc. Cứ hôm Tết đi mua mấy quần này không có. Ồ, đẹp lắm luôn mấy quần này. 323. Mấy cái quần này đi mua ngoài không ra được á. Các bạn ơi, nó đang đi giá cỡ đó đó. 800 mấy một ri đó. Bây giờ thì em mình nhập vào có 95. Đang mua rẻ hơn một nửa rồi đó. Là một nửa rồi. Mua một tặng một. 323 cho hàng mil. Hàng mưu có mấy thứ em ạ? Này, đây này. 323 hàng mưu. Cái này là quần xanh màu đẹp chưa? Chất vải nó đẹp kìa. Rồi. Ok, tiếp cái này là 591. Ai đây các mày em 591. 591 nó là túi hộp gấp cơ dáng vậy này. 591. 591. 591. Không bán lẻ. 591 chưa có. 591 không bán lẻ đâu ạ. Có lấy không? Cho thưa Thùy Linh Ly. 591 cho lù. Ờ, 591 của lù rồi. 591 của lù rồi. Nãy giờ lù không cướp được cái đi nào hết rồi. Cái này là 035. Ôi. Trời ơi, nó đẹp má ơi, nó đẹp lắm. Ở ngoài nó đẹp khủng khiếp luôn á. 305, trời ơi, nó đẹp lắm luôn các bạn ơi. Ở ngoài nó đẹp. Em nói là không biết nói làm sao luôn á. Nhá, 035. Trời ơi, cái màu nó đẹp. Mẫu nó đẹp. 035 này, 035 cho em có không có chưa chi Vũ ơi, 035 cho Trinh Lê. 035 của anh chị không đọc luôn. Không không thấy. Rồi. Rồi Trinh Lê nào tập trung vô Trinh Lê. Có này không? 035 có không? Không có. Rồi cái này là 054. 054 054 ai lấy cho mày em 054 xoay đảo. Trời ơi nó đẹp giả man 054. Nó đẹp người luôn. Này. Mã lô này cái nào cũng đẹp thiệt sự. 054 nào nhé mấy 054 không bán lẻ chị Tâm Băng ơi, không bán lẻ. Không bán lẻ các chị ơi. Đó bắt đầu. Lấy lưng thun đi hả? À chi Vũ lấy, tức là chị lấy là dài đúng không? Chị dài lưng thun đúng không chị ơi? Cái quần bao nhiêu cái vậy chị? Cái hàng này 95 ngàn em, nhưng mà hàng này em không bán lẻ cho mọi người nhé. Này cái này 427. Trời ơi nó đẹp này, 427 các bạn ơi nhìn này. Đơn giản nhưng mà sang vô địch luôn nhá. 427. 427 chị An Nguyễn cố gắng lên 427. À Nga Trần đã xuất hiện hàng BB này Nga ơi. BB này Nga ơi. 427 Bi ơi hàng BB. 427 cho Mỹ Trang, tập trung vô. Nước rồi cay run luôn. Cái này cho ai gì? Cái này cho Nịch. Mỹ Trang, tập trung vô Mỹ Trang. Rồi cái này. Cái này là 014. 014. 014 kèm tên nịt 014. Hàng này nó phải đặt. Cò con ơi chốt đi, cò con chờ chốt đi. 014 nha, 014. Hàng này quá đỉnh luôn mà giá rẻ quá, 95 ngàn. Đúng rồi. À, lấy chi Vũ 5 ly. Lưng thun. Thôi, 5 ly cho lưng thun cho chi Vũ. Ok, chi Vũ. 014 rồi. Rồi, vẫn đang là 427.
Em chưa được gì xứ hoa. Đây chị mới vừa lấy nó có 5 cây rồi nha. Đây này, cái này này. Cái này là 16. Cái này. Cái đó là 14 chai này nha. 14 có 5 cây rồi. Cái gì này mà? Cái gì 14 này, 104 đúng không? Ừ. 104 chai không? Đó, ăn thân đoàn thì gọi là 14 thân đoàn đây. Su Hào ơi chốt đi. Thân đoàn lại nữa không? Chủ tay rồi chị ăn. Đó các bạn chốt đi. Ơ. Đang đứng ế quá trời mà sao lại cứ thành công em mua đồ Tết cho Tèo nè hả? Mí Trang, lấy cho em trả bán gì hết mà mọi người cứ kêu không chốt được. Ừ, đây em còn một loạt đấy. Nghe Trần thấy thì trông chào em nào à. Em vừa vô cái thì nói ù nghe Trần vô rồi kìa. Khi nào lên quần lửng đây quần ngố đây. 014 các bạn ơi. Em lấy ba ri mà lại không lấy xanh. Đi Lê. Ba ri nhưng mà không lấy xanh mẹ. Có dẹp quá không hay là luôn không? À chi bổ năm đi mấy đi ta ăn đâu. Lấy từng chi nào? Cho lưng thun ưu tiên cho lưng thun. Một thun qua này, một thun này. Chi bổ. Rồi cái này là 253. 253 túi hộp nè. 253 nha mọi người nha, 253 túi hộp như thế này. Trời ơi xoay đại mà 16 mà giá có 95.000 rẻ như bèo luôn. Rồi 253 các tỉnh đâu anh lấy 253 cho mình 253 đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp xỉu luôn á. 253 cho bạn cò con có mấy đi cò con thằng Miu Lý Phan thằng này nó đẹp lắm luôn mà không lấy là tiếc, không về nữa đâu nha các tỉnh yêu. Nó còn nó đâu mà về, khổ lắm cơ, em cũng muốn về mà không về nữa đâu. Còn không, còn con thằng Miu Lý Phan còn không? Nga Trần còn không? Thúy Thúy, rồi Thúy Thúy đi mẫu em này, đây này em này. Thúy Thúy còn không? Còn không? Hết rồi. Rồi, lúa này 870 là giá nhiêu tiền? 870 mà ri 5. 870 của nó. 870. Vâng, 190. 870, trời má ơi. Tại vì có được chút không thì chị ơi. Ồ, thế mới kỳ khổ ghê luôn á. Trời ơi, nó đẹp giá ma luôn. Mấy luôn đấy. Nè các bạn ơi nhìn này, mày này, ngầu chưa? Không cọc 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 xong mày lấy được hàng. Thúy ơi, Thúy lấy cả lưng thung lưng khóa luôn hay sao Thúy? Nút bấm. Nói chung là cái hàng này đừng có sợ lưng khóa nó chỉ làm cho bé nó sang hơn thôi. Tại vì sao? Thứ nhất là có dây nịt, cái thứ hai nó tăng đơ và thứ ba nó tăng đơ đầy đủ, hàng cao cấp mà. Hàng cao cấp mà chị em mình nhập vào đây đang rẻ hơn một nửa rồi đấy. Rồi cái này nút bấm. Bé bấm cái cạch vô. Mà xay đại nữa. Hiểu không? Hàng xay đại thôi đây. Má ơi nó đẹp giá man thế đâu rồi chị không biết thấy mình. Không nữa à, ui tới đâu rồi không biết. Rồi mã này là 100 nha mọi người nha, đẹp kinh khủng khiếp. Rồi các bạn nó chốt lên 100 nha, 100 các bạn ơi, đẹp lắm luôn á. Rồi còn lưng khóa này, 100 cho chị An Nguyễn, 100 cho Linh Giang, phải không? 100 cho Linh Giang, lưng thông đại, màu gì cũng được. Khánh An, còn quần kaki, Khánh An, Trần Trang. Tỷ giá 95.000, nó đang đi là 870.000 đi 5. 870.000 đi 5. À, còn chị em mình nhập vào giá chỉ có 95 thôi nha mọi người nha, hàng sale mà. Rồi Trần Trang có không? Có. Trần Trang Hải Nhàn luôn. Hải Nhàn. Lưng thung còn em đi không? Lưng thung còn nhiều lắm, chị đang lên đâu. Rồi bắt đầu lên lưng thung. Lưng thung. Cái mã này là mã 031, cái này bây giờ bé gái thôi. Lưng thung. Cái này giờ bé gái đó. Trai gái thì trai chị chả biết, trai gái thì mặc được thế. Trời ơi, quá trời luôn, không bán lẻ. Nhá, rồi, cái này là 031, comment giùm em 031. Cái này á, đại nhưng mà thực chất nó, cái này đại nó rơi tầm khoảng tầm 20kg đổ lên thôi. Đại của nó đó. Bạn nào đít bự nông to thì khoảng tầm 18-19kg. Thì các bạn hàng, nói chung là cái nhóm này là nhóm bán chạy nhất của hàng BB. Ông Nga, Khánh An, bán xỉ thôi, đúng rồi, bán xỉ không bán lẻ. Ông Nga, Khánh An chiều nay có lên lửng không? Đây này, lửng một nùi đây này. Ông Nga. Ờ, lửng đây này. Khánh An đâu rồi? Đâu rồi, cái quần này không? Đây. Ông Khánh An này. Ừ. Khánh An này. Phải không? Đại lưng thung hả? Đại lưng thung cho Thúy đi. Thúy đã không? Ông cái này, Khánh An thôi nữa không? Chưa không. Ừ. Ý là bạn là Thúy đang xin đi lưng thung 3 đi. Đói à? Ôi, cái này bụi chết luôn. Kèm dây nịt. Kèm dây nịt xịn kinh khủng hàng này nhá. Rồi cái này là 0261 này. Còn sót ri này ngầu chưa? Không hở đâu bởi vì nó quắt, nó làm rách nhìn cho đỉnh rồi đó. Mềm cứng luôn, mềm nhá. Rồi ai lấy cơ mời em nhá. Hàng này là 0261. Co giãn chất hàng đó là mềm xịn đỉnh của đỉnh. Rồi 0261 ai lấy cơ mời em 0261 cho cò con. Cò con này nó. Cò con này. Cò con có ri hả? Không. Đó là nó nữa là. Rồi 0261 bạn nào lấy quần thì đang lên đó 20kg vừa chứ nhưng mà không bán lẻ. Em không bán lẻ mọi người nhé, em bán xỉ.
em là chuyên lai xỉ phục vụ cho các bạn shop bán mà. Đó, không không thì anh ơi. Rồi cái mã này là 805. 805 màu xanh, chỗ nó đơn giản mà nó sang, giá mang lên 805. 805 mọi người nha, 805. Rồi bạn nào lấy 805 có bằng 805 thì em coi giảm 805 các thầy hiệu ạ, 805 nhé. 805. Cố gắng để chúng ta có lên đồng bộ, bởi vì hàng nó quá nhiều hàng đẹp. Em là chuyên bán xỉ rồi nên mọi người cứ hốt những hàng này về bán đi. Em không bán lẻ, rồi còn lung thung không? Còn một cây cú còn lung thung hả? 805 cho An Lê, ok. An Lê, rồi An Lê, hello An Lê. 805 cho Na Nguyễn. An Lê là hết. Rồi 805 thôi, cái gì nhờ, Na Nguyễn không có. Rồi tiếp tục túi hộp này, mã này là mã túi hộp 144, đẹp chưa? Em ở thành phố Hồ Chí Minh chị Hàng ơi, chị ơi, chị hàng sale chuyên ơi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, cái này là túi hộp, tôi không biết. Mà em chuyên hàng sale cao cấp thì bữa em còn không đấy. Các chị mà lấy hàng này về qua chị một quần lời 100.000 đó. Tức là ý là giá tiết kiệm á. 194 144 cho bạn Uyên Minh này. Mấy đi em ơi? 144 Uyên Minh này. Uyên Minh được mấy đi? Uyên Minh rồi. Rồi Nga Trần. Nga Trần còn không? Rồi Thúy Thần. Còn không? Này có Thúy Thần, Thúy Thần. Rồi, Thúy Thần. Rồi Trinh Lê còn không? Trinh Lê. Trinh Lê còn không? Này, Trinh Lê, Mỹ Trang còn đi này. Còn không? Rồi túi hộp mà nó còn quát đỡ cũng thế đã giả ma luôn. Hải Nhàn cho ri luôn này, Hải Nhàn luôn. Hải Nhàn, còn không? Còn không? Anh Đoan luôn. Hết chưa? Mẹ nó hết rồi mà được rồi rồi này. Còn không cho Hân Đoan ri? Hải Nhàn à, anh ghi Hải Nhàn chưa? Anh ghi Hải Nhàn rồi. Anh đâu còn không? Hân Đoan. Hân Đoan, má này luôn hả? Má này bán má bao nhiêu? 144. Hân Đoan, An Lê. Rồi Thu Hào, Thu Hào. Rồi Thảo Trần Thị. Đang đi giá bao nhiêu? Con 95.000 xay đạn. Rồi Thảo Trần Thị, Na Nguyễn, Mun Lê. Hello Phạm Kim Chi. Là bạn nào báo lại giùm em với em. Nha gì? Mun Lê. Na Nguyễn, Mun Lê với lại chị An Nguyễn. Siêu Nhí còn không ta? Mình có Siêu Nhí mà đúng không anh? Rồi 801 hàng Siêu Nhí của hôm trước còn không? Trước hết luôn. Trời ơi nó đẹp. 801 trời ơi nó đẹp. Nhóm size 16 nha mọi người nha, nhóm size 16. Cái đại của nó nhưng mà không phải đại to. Lát nó còn hàng cồ nữa mà em chưa lên hàng cồ mà em đã lên hàng cồ đâu. Cái này đại nhưng mà không phải đại to đâu. 801 cho Lê Quỳnh Anh Nguyễn là khách cũ phải không? Ừ. Rồi 801 còn mấy đi? Có mấy đi em ơi? Một đi Lê Quỳnh Anh Nguyễn thôi. Lê Quỳnh Anh Nguyễn thôi. Có Lê Quỳnh Lạc này chị nó đi lốt cho này. Còn một relocker dài. Mẹ mày đang like hàng BB đưa giá này. Thương hiệu khác mà. Trưởng phò bán đâu. Thương hiệu khác này. Rồi cái này là 693 quần thông cơ. Trời ơi nó đẹp giá man 693. Hello Thả Tiền Thị thấy hết á. Rồi 693 các thằng yêu hốt đi các bạn ơi. 693 đẹp quá. Cái quần này nó đẹp mà nó đỉnh á. 693 đây 693 này. 693 Trinh Lê. Này em ơi, này tập trung mày. Trinh Lê. Rồi Nguyễn Loan có không? Ồ Nguyễn Loan không có, Trinh Lê thôi. Rồi cái này là mã là 523. 523 các bạn nhé, chỗ nó đẹp ngầu. Đẹp ngầu ấy, hàng của BB. 523, ai lấy 523 các bạn, 523 523, các chị cố gắng lên. Cố lên. Em đang ngồi đây và em đang cố đấy các bạn ạ, nhưng các chị cũng phải cố lên nhé. Biết là lấy hàng hơi vất vả. Em là em muốn rằng là nó sell mà nó sell một lúc một cả lô cho em cơ. Chứ ai chả chơi sell kiểu này. Nhưng mà nó nhỏ thôi, với sau nó đứt cho sell đấy. Em là em thích sell cả lô về. Các bạn chốt cho nhanh, nhưng mà khổ hàng sell ai cho thế. Thế thì nó đóng cửa, nó dẹp tiệm, bữa sau không còn hàng BB nữa luôn. 622 503 của ai đấy? Ủa? 5 cho Mỹ Trang. Rồi cái mã này là mã gì đây nhỉ? 622. Ủa đẹp, đẹp lắm luôn đó. 622 mọi người nhá. 622, hàng này mà không lấy thì còn gì lấy nữa. Rồi Thảo Trần Thị luôn. Bây giờ nó thun 16 thì chỉ còn 1 gói thôi. Còn đúng 1 riêng nữa thôi à, hết hàng luôn à. Ủa này mấy cái lưng thun lấy cho tí Lê đúng. À tí Lê có bộ nhiều lắm, bộ bên em cực nhiều. Em nói thiệt sự là bạn nào mà lấy hàng bên em bộ là các bạn nhìn luôn. Chẳng qua là hôm nay là em like jean nên mọi người thấy toàn là jean không, chứ bên em jean ít lắm, em có bán jean bao giờ đâu.
Hôm nay ôm được đôi xe hôm nay ôm chứ em chủ đạo là bộ mà các bạn bộ set đi 5 một đi 6 gì đó chết rồi. Thí chứ chả nhớ cái hàng này còn đúng một ri duy nhất này 313 rồi nhá. 313 kèm dây nịt như thế này 313 chị Lam Phương vô trễ quá lửng có mà đúng không em. Ngố bom mình còn không? Ngố bom chưa la nha Nam nha. Ngố 313 hả? Hàng sai cổ thì chưa like nhưng mà ý là hàng ngố còn không? Ngố thấy xong trong bill thì Nhung thấy nó báo thì Nhung tới mấy trăm quần ngố được mà 313 cho 30 giờ. Còn nhiều nha. 30 giờ. Còn nhiều lắm nhỉ? Còn nhiều nha. Còn ngố anh kiếm xe bồ của mình đấy. Thế? Ngố nhỏ này. Ngố nhỏ đồ quá. Ủa? Nãy giờ mình mới bán hàng dài 16, hàng dài bé gái. Rồi. Ngố bé gái. Cái dài cổ bây giờ chưa bán, cổ bây giờ bán. Rồi còn một bao ngố nữa. Còn ngố nhỏ nữa, ngố bé trai nhỏ nữa. Không bây giờ ai nữa vậy? Chết rồi, tí tí thì chưa? Tí tí chưa? Còn 313 bình bình. Còn 20 giờ, 20 giờ. Còn một đi, còn 13 cái này là cái gì em? Cái bao gì ngay sắp lên đỉnh đấy. 16 thôi. Mà má gì vậy? Ba bài gì nghe sao đấy? Còn đây đây. Cái bài đấy anh chị sạc lại cái gì? Cái thứ một cái gì ạ? Hòn sáp 1031 mọi người ạ. À cái này là 315. 315 mọi người nhá. Ngầu kinh khủng khiếp luôn. 315 còn sót một ri, 315. Ai lấy cho mày em 315 coi xem 5 ri, 53 tất cả. Đấy, thấy chưa? Còn một bao ngố nữa. Lượng ngố. Thôi chạy xuống đi em, lỡ rồi. Làm nhanh luôn đi, ào ào lên đây. Còn một bao ngố nữa. 315 cho Nguyễn Loan. Kèm dây nịt nha các bạn nhé. Ta nói mà. Nhà chú nhà vệ sinh đó. Do phòng sống mà kéo nó đầu. Đó, thấy chưa? Còn một ri bao ngố, còn ngố nữa các bạn ơi, còn ngố nữa chưa lên ngố. Ngố nữa các bạn, ráng chờ xíu để các em nó bung lên. Bây giờ em like hàng cổ. Size 72. 315 cho Nguyễn Loan em ạ. 315 Nguyễn Loan. Cái màu nó đẹp quá chịu nổi luôn. Này, chốt nốt đi các bạn ơi, còn sót đi bạn nào đừng chưa lấy đi. Đây nè. Nguyễn Loan, Nguyễn Loan. Rồi cái này còn sót 1 ri nha mọi người nha. Cái này là 0313 đấy, 031 đấy. Nó ngầu như thế này cơ mà. Giả ma luôn nha. Ai lấy cho mày em 31. Đó. Hàng lưng thung mà đỉnh của chóp. Còn ri, còn mấy cái hàng luồn luồn này này là gì đó. Qua này. 315 20 giờ có rồi, 31. Đó này cho Hải Nhà đi. Cho này giờ này có rồi. Hải Nhà nó. Ơ mày lên được không? Dài quá. Cấn lật đây cả. Đằng nào em có phải bông em lên luôn đi cô ơi. Này của Hải Nhà mà em. Đại dài đấy. Còn sót đi này. Cái này là 261. Ôi em thích mấy cái hàng này ghê luôn. 261 ai đấy cơ mà em 261 nhá. Kèm dây nịt này. 261 mà cô ơi. Ngầu nhờ. Hả? 261 ừ ghê lắm. 261 các bạn dáng vất vả một xíu em nó lên hàng ngố bon cho các bạn bây giờ đó. Thôi nó vác lên rồi thấy chưa? Nhẹ tao đi kiểm tra bill có phải rớt nguyên một bao hàng nằm dưới kho luôn. 261. Lấy luôn nó đi 261 này luôn hết rồi. 261 còn 2 đi. Hàng này đỉnh của chó. 261. Bạn nào lấy có mày 261. Lên ngố đúng rồi các em nó bung đấy, hàng lên ngố, hàng ngố đấy. 261 kèm lên đi. Còn sót đi đứng để rớt lại gì này. Trời ơi. Rồi xong lên cổ đi để trong thời gian các em bung ngố. Lên cổ đi xong rồi lên trong thời gian lên ngố em ơi. 261 nha mọi người nhé. 261. Đây này. Ừ. Lên cổ luôn trong thời gian chờ máu. Alo. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là các bạn. Ấp 3, ấp 3, Trần Văn Mộc. Cái đó của hoa 10 giờ em ạ. Đúng rồi, chị ơi, chị bây giờ chị lưu số em lại trong ngày khoảng tầm bây giờ là mấy giờ? Bây giờ 4 giờ, khoảng 6 giờ thì gọi cho em nhé. 6 giờ thì gọi lại cho em đang có khách rồi. Em sẽ lên hàng cổ. Cổ trước, 261 của hoa 10 giờ. Em sẽ lên hàng cổ 72. Không thể chấp nhận nổi cái hàng này, nó đẹp. Má ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Đúng, bắt đầu nhóm size 72. Ồ, sao ít vậy? 72 có bao nhiêu ri đây?
có 30 ly. 712 Kim Quỳnh ơi. À, hàng Cycle 712 mọi người nha. Ờ giá 1 giá 105. Nó không có mã. Nó đẹp kinh khủng luôn nha. Từ từ. Bán mở hàng hả? Có đặt hàng không? Bán cháy hàng luôn bây giờ này. Bán mở hàng đặt hàng không? Mở bác. Rồi, vậy đi. Em xin lỗi chị, bà viết bà xin cái đi đen vào. Rồi, đen, đen cho lù. Viết đi, không, viết nha. Lù. Viết vào, chứ không phải mất hàng được. Rồi, Thu Hòa Dương. Thu Hòa Dương có đen hả? Rồi, Cycle. Trời ơi, cái hàng này về bán cao lên nha mọi người ơi. Tại hàng này nó đi xỉ tới 200 mấy nữa. Rồi, cái mã này là 366, bắt đầu chốt. Thu Hòa Dương này, Thu Hòa Dương này, này. Rồi Thu Hà Dương rồi 366 mọi người nha, 366 đỉnh của đỉnh luôn, đỉnh của chóp luôn, hàng này mà không lấy thì còn lấy gì nữa. 366 mọi người ơi, 366 105 đồ nó đẹp giá mà luôn. 366 Tới Nguyễn đừng lấy đi nào, đây này đẩy qua đi cho Tới Nguyễn em ơi, phải qua cho Tới Nguyễn rồi nhanh nhanh có 30 ly thôi, hàng này có 30 ly thôi, đem lên nhanh rồi. Rồi 142 các bạn ơi, hàng sạch cổ, hàng này bán lời xíu nha mọi người ơi, cái công có chị vất vả quá. Số tài khoản ghim trên màn hình chị ơi, số tài khoản ghim trên màn hình, số điện thoại ghim trên màn hình. Không like chắc thiết kế, một xíu nữa sẽ like thiết kế chị Thư Văn. Em like zin xong bắt đầu em sẽ like sang bộ với thiết kế mấy áo lẻ hàng Tết nhá. Rồi Mỹ Trang, cái này có mấy thêm ơi? Thứ Cori thôi các bạn ạ. Này của Mỹ Trang này em ơi. Cổ Mỹ Trang nặng quá. Cái này ri mấy em? Mấy ri vậy? Cái này ri mấy? Em 142 cho ai vậy? Mỹ Trang. Nam nam chị ạ, quần nam, quần nam. Này em ơi. Của Mỹ Trang này nha, coi chừng nhầm đấy. Tất cả hàng này đều kèm dây nịt nha mọi người nha. Tất cả hàng này đều kèm dây nịt hết. Em khỏi dơ dây nịt. Cái này là 474. Trời ơi. Nam ơi đưa tiền chị bán cho. Gần hết zin rồi, gần hết zin rồi. Còn 30 ly nữa, hàng tay cồ nữa thôi. Rồi bóng thiếu thì mua. Hân Đoàn, ok có nó đẹp. Cái này hả em hả? Hân Đoàn, đúng rồi. Hân Đoàn, 201. Giá xỉ đang đi 201 mọi người nhá. Giá xỉ đang đi 201. Chị em mình nhập vào 105 về liệu giá mà bán. Rồi. Rồi cái mã này là mã gì đây? 944. À 994. Nó đang đi xỉ 201. Rồi 944 kèm dây nịt nhá. 944. Bán có 105 thôi nên liệu giá mà bán cho mọi người các tình yêu của em nhá. 144. Hôm nay thì nó rẻ hơn tại vì nó còn bao nhiêu nó vết sạch cho em mình á. Hôm trước là 140 mấy ấy. Đúng rồi, hàng này 400 không? Ủa đâu? Hàng 2730 cái này là cổ khủng thằng chó kia. Thấy chưa? Hàng cổ khủng 27, mà 2730 em lên 712. Ừ, nhóm 272 không hả? Đó là 149 hàng đấy ông cô. Sorry chị, 144 đó là hàng cổ khủng rồi. Tôi nhớ văn bán thôi, ý là nó. Cái hàng này hàng cổ khủng rồi, hàng cổ khủng. Cái này là hàng cổ khủng. Cái này là hàng cổ khủng rồi, cái này là 105. Bắt kích à? Đó trong cây đó. Tính cho mọi người 105 đi, à 115 luôn, 115 nhá. Rồi 115 cho chị Hải Nhàn. Tính cho chị 115 thôi, được rồi. Đó. Này. 115 này chị ơi, 115 cho Hải Nhàn. 115 nó hàng cổ khủng đấy. 2730 đúng không? Ừ, viết giá vô cho em nha, viết giá vô nha. Nó đang đi xỉ 201. Má ơi. 115 em nhá, viết giá vô nha chứ không có ma chuyện. Cái hàng cổ mà. Cái nhóm này nó đẹp lắm luôn này, cái này là rồi cái này là 424 mọi người nha, 424 nha, trời ơi nó đẹp giả ma luôn, 424 mọi người ơi, hốt đi, đừng cọc chị ơi, cọc mà không chốt được thì sao hả, chả bao giờ không chốt được hàng bên em, nó nhiều lắm chị ơi, yên tâm, cọc không chốt được em trả lại. Tiền vẫn còn ở đó, không bao giờ mất bởi vì có 1 triệu mà. Đừng bom hàng em thôi, chứ thật sự là em chả giờ bom các bạn ấy. Tội gì bom đúng không ạ? Khách đến với em thì em mừng muốn chết luôn rồi. Ờ không bao giờ bom. Ờ đúng rồi, hồi đó bắn đó thì không. Rồi, bao nhiêu nhỉ? Cái mã đó là gì nhỉ? 424 đầu tiên là ai nhỉ? 424 là Thúy Thúy. Thúy Thúy, rồi Thúy Trần Nguyên. À Thúy, Thúy Thuần, còn không? Thúy Thuần này. Còn không? Thúy Thuần là Thúy Trần Nguyên hả? Ờ Thúy Thuần. Rồi, Mỹ Trang. Ăn Lê. Em Ăn Lê. Ui, hàng đấy mà Kim Nguyên. Có nào? Mỹ Trần à chị? 105 đã ra nha chị nhá. Mỹ Trần à. Đấy rồi chốt. Ok quá. Năm Mỹ Trần à. Mỹ Trần biết rồi. Mỹ Trần biết rồi. Mỹ Trần, Ăn Lê, Kim Nguyên. Kim Nguyên của em là Kim Nguyên. Mỹ Trần à. Trời ơi. Cái này là 012, trời ơi nó đẹp này.
012 các bạn ơi, vẫn đang là 17 đấy, à 72 đấy, cái nhóm size 72 đó. Ôi nó ngầu giá mai chốt tiếp nha chị. Chỉ like suốt tuần. Đừng lo không thì không lo chốt hàng. Các bạn yên tâm. Trời ơi, riêng mà các bạn mà cọc bên em thì các bạn cứ yên tâm nhé. Rồi 012 châm hồ. Đằng sau nè, túi đằng sau nè. Nhá. À, chú em bắt đóng cửa cho Nhung hạ, nhưng vẫn thèm hả? Thèm đi bi quá đúng không? Chảy nước miếng chưa? Mẹ mày chảy nước miếng là con. Rồi, châm hồ nè, con mới đi. Có một ri châm hồ nè. Nặng quá, bê gì nữa. Châm hồ cho em xin cái bao cho... Có số lượng lên trước đây. Có số lượng không? Mình nhờ xin không? Cái bao kia mình. Không có nào có số lượng thế hả? Buồn vậy, chị Nhung bùi, hello chị Nhung bùi. Châm hồ. Rồi, cái này đi ăn kèm lên nịt, nhớ là kèm lên nịt đây nè. Kèm lên nịt đây nè. Rồi, cái mã này là bao nhiêu? 366 366 nhé, trời ơi khói, 366 khói, xỉ luôn. Chị không thấy em sao. Hàng sau cứ một cái đéo, hàng sale mà mình chán lắm. Chả có quần. Hàng của nó 215 đây. 215, 366 cho Kim Nguyên. Thôi đi, cố gắng thì một cái quần rẻ hơn 100 ngàn mà. So với giá nghiêm các bạn, một cái quần đang rẻ hơn 100 ngàn. Và một cái hàng các bạn rẻ hơn 600 ngàn đấy. Hốt đây. Rồi, Kim Nguyên này, được mấy đi em ơi. Bao ri cho Kim Nguyên, ok. Thấy chị Nhung Bùi thấy. Thấy đấy. Mấy ri đếm cho Olo luôn đi cho nó nhanh. Thôi bây giờ túm lại là các bạn túm cái quần lại là bây giờ các bạn lấy bao nhiêu ri em bóc luôn đi, còn khoảng 20 ri. Mỗi bạn lấy 2 ri, không phân biệt, không mẫu mã, không chọn lọc. Bởi vì hàng này thực sự nó là size cổ nên khoảng lưng thông, lưng thông hay lưng khóa gì cũng ok hết. Và mẫu nào cũng nghiền hết đúng không? Rồi. Ok. Đây này, nó như thế này luôn này. Mà có 105 thôi. Trong khi nó đang đi tới 200 mấy. Đó nha. Rồi ai lấy cho mình em số 2 đi. Số 2 mọi người nhé, số 2. Em ơi, mấy cái là hàng khổ khủng mà. Khổ lửng không? Hàng em đi chưa Nguyễn Hảo hả? Nguyễn Hảo hàng đi chưa Nam ơi? Tuân ơi. Nguyễn Hảo đi rồi. Nguyễn Hảo đi kiểu gì? Nguyễn Hảo anh, Nguyễn Hảo. Nguyễn Hảo. Nguyễn Hảo đi nằm đâu đây? Số 2 cho bạn An Lê. Nguyễn Hảo, ông Nguyễn Hảo đi rồi. Nguyễn Hảo đi. Nguyễn Hảo chưa đi. Hảo chưa đi. Đi đâu nó mất ẩn. Tân không? Đây này. Rồi, vậy là coi đá của An Lê. Coi đá của An Lê. Đây An Lê đó. Đâu? Ôi nó đẹp quá này. Cái gì này của ai vậy? Đây là lai gì lai? Ăn Lê, không cái má em chẳng nhìn thấy má em biết. Cái này chưa lai à? Ăn Lê, rồi. Cái này là 021. Trời ơi nó đẹp vẫn còn sót một đi 021 các bạn ơi. 021 nhìn cái quần nó lạ không? Nhìn cái quần nó viết không? 95 ngàn, đúng rồi ạ. 95 ngàn. 021 chị Nhung Bùi cố gắng nhé. Đứng mở chi đây ra mẫu này này. Hỏi thằng kia nó bảo là 021 cho Kim Nguyên, chốt nhanh vào đừng có ngồi. Đếm mà xem bao nhiêu cái. 6 cái. Rồi, đúng cả cái mẫu luôn á. 6 cái. Rồi, cái này là bao nhiêu? 314. Trời ơi, nó đẹp bạc bạc luôn vậy. 314 luôn rồi nhé. Cho đi chị. Rồi, Mun Lê. Cái nào còn thì em phải đọc. Em nói là còn. Rồi, Mun Lê phải nói thì không nhớ đâu. Sai đại, sai cổ đấy, sai cổ đấy. Mun Lê rồi. 021 Mun Lê. Cái này là cho bạn... Ai đây, Kim Nguyên luôn hả? Cho Kim Nguyên nhanh có phải mình? Kim Nguyên luôn này. Cái này mã này luôn này, mã 314 Kim Nguyên còn không? Rồi. Đây 314. Rồi cái này là 812 à 821. 821 8. Đấy, 314 một ri ai chưa có được nào này. Cho chị Nhung Bùi. Nhung Bùi. Nhung Bùi, ok. Rồi. Cái mã này là cái gì đây? 821, 821 ai nhanh thế? Chị Hằng là ai vậy? Chị Hằng là ai báo lại giùm em. Chị Hằng lấy cũ hay khách mới? Nhung Bùi. Em chả biết chị Hằng là ai, báo lại giùm em liền. Không lẽ em không chốt đâu ạ. Rồi Kim Nguyên 821 được mấy đi? Một ri. Nè, nè. Một ri, rồi có một ri trắng. Em mà không ăn trộm một cái mấy quần, em phải lấy 5-6 quần cho con trai em Tết. Nó còn đi dạo từ nhà vệ sinh lên phòng khách ấy. Rồi 841. Tết năm nay xác định là chỉ có phạm vi trong phòng thôi, không đi đâu hết. Nhưng phải mặc quần đẹp. Cứ phải mặc quần đẹp. Mùng 1 là phải mặc quần đẹp, đêm giao thừa phải mặc quần đẹp, mùng 2 phải đẹp. 10 ngày ngày Tết là phải đẹp. Nha mọi người nha, làm gì làm cứ phải cho con mặc đẹp. Ra cái quần bán còn lâu hơn mấy cái kia. Đồ quỷ mừng rơi nước mắt. Chị thấy lâu thật mà nhưng mà chơi giờ sao? Thôi, cái này cho bạn gì đây? Màu trắng này mã là gì đây? Trắng cho bạn Tuyền Hồ Ngọc. Ôi em chào chị đồng chí, em chào Tuyền Hồ Ngọc đã xuất hiện ở đây. Tuyền Hồ Ngọc vô là các bạn chết rồi. Không lấy chị nữa. Đang coi chị ơi, con em đọc nhảy điện thoại luôn. 016. 016 Nga Trần ơi không có nhá. Nga Trần ơi, đây này 016 này. 016 Cycle. 016 cái quần nó giá trị luôn.
có 105 thôi, nên liệu giá mà bán nhá, liệu giá mà bán đang hàng này nó cao lắm. Hàng nó đang đi là 205, hàng nghiêm, nhưng các bạn liệu giá mà bán hàng năm nay lên kê lắm. Rồi cho mun lê. Mun lê còn không? Gần hết rồi hả? Gần hết rồi. Cái này là 011. Y như vậy luôn, tốt 011. Không còn một y hồi nãy hả? Cho châm hồ đi đi em ơi, châm hồ nãy giờ chậm quá. Châm hồ còn không? Còn đi nào cho tới Nguyễn đi. Cho tới Nguyễn luôn. Bữa nay ồ, nãy giờ like em không hề để ý view thề luôn, chỉ tập trung vô nhìn comment. 200 mấy người xem. Thề luôn, bạn cái gì đó chị ấy chị nói nhìn view hết hồn chứ em cũng hết hồn. Nhiều khi bỗng dưng em đẹp gái quá, mọi người thấy em đẹp gái không? Cái sức hút của một người đẹp gái nó luôn luôn có một cái điều điểm ưu điểm. Em thiệt, nhiều khi người ta cầm điện thoại người ta lướt lướt xong rồi thấy con mẹ gì mà mũi bằng 1/3 mặt đó, nhiều khi là vậy. Rồi, cái này là 011. Áo lẻ chắc tối lại quá hả? Đây. Chị ơi chị chốt đi ạ, chị chỉnh hàng ơi, chốt xong chuyển xong em à, chuyển khoản em mới nhận đơn thông cảm thì em nhé. À, nhìn nó bẩn đấy. Tóc này chưa chọn thời trang mà. Rồi. Đẹp lại không? Không, không một một. Chính hàng phải nhắn nhất lô giùm em nhé. Cọc giùm em không, em không nhận đơn đâu ạ. À. Chính hàng cho đi chính hàng này. Em chốt cho chị một ri rồi đó. Một ri rồi đó. Cọc giùm em 1 triệu nhắn đầy đủ thông tin, số điện thoại em ghi đeo rồi. Xong rồi lên bụng. Lấy cho bạn Thúy Thúy 2 ri rách rách. À ít rách rách. Nhà em toàn nghèo không rách tinh lắm. 04 bộ, 045. 045. Ừ, chị cọc. À, dạ, chị ơi, chị cọc giùm em nhé. Em mới bán đi về lấy hàng đó, thường đó. Rồi, cái này trộn hả hay sao? Cái này không phải trộn đâu, cái này là 045. 045, ai đầu tiên đây? 045 cho chị Thư Nguyên. Em ơi, bốc cho Thúy Thúy vừa báo 2 ri đấy em ạ. Nên em mà ít rách thôi. Không rách, không rách. Chị nói ai vậy? Cái này luôn. Hả? Luôn. Ờ tiếp theo là đồ bộ với áo lẻ, tôi khổ quá, đồ bộ với áo lẻ nhiều giá man. Nó nhiều lắm, hàng về kinh khủng. Thôi cái này là 037, đồ bộ với áo lẻ nhá. 037 thì cam ạ, đồ bộ áo lẻ nhá. Thôi, ai lấy cho mời em 037. Nếu tới kaki túi hộp màu đen cho em suốt dòng. Không còn đi nào. Túi hộp màu đen để còn lô mới em ạ. 037 cho Vân Nguyễn em ạ. 037 Vân Nguyễn. Xong rồi đấy, xong rồi, zin xong rồi, bây giờ lên ngố bom nữa thôi. Cái này cho Thúy Thúy đi ha. Một ít lách này. À, bạn này bạn không chơi với nghèo. Không chơi được thiếu vải đâu. Ờ, không chơi hàng thiếu vải. Đây cho Thúy Thúy đi, tội nghiệp. Rồi hello. Ôi em chào đồng chí Nở Phạm. Chào đồng chí Nở Phạm của em. Hôm nay được thả chuồng chứ chị ơi. Rồi cái này là 252. Đại sứ thương hiệu cách ly, chị hôm nay được đặt cái cách ly chưa? Cái ô cha nở là cách ly từ năm ngoái tới năm nay. Ừ, 252. Cái này là 252. 252 mọi người ạ, 252. Đấy, chị Tuyền Ngọc ơi, hốt đi chị ạ. Thức khuya, chốt còn sướng hơn. Không chốt được cái gì hết, thức khuya còn chốt hơn đâu. Ủa, thế Nga Trần bây giờ lấy bao nhiêu đi, chị thấy sao? Nga, 52 cho Kim Nguyên này. Có hàng cổ khủng á, có Thúy ơi, có 2230 luôn á, có luôn á. Nãy giờ Nam nó vớ được mấy cái nó giấu bố mất rẻ được còn đâu. Cái này là 424. Nè, Nga Trần có lấy không thôi? Cho Nga Trần đi này đi. Từ nãy giờ mạng mẹo gì nè. Đâu bây giờ những bạn nào chưa được đi nào nói comment giùm em chưa được đi nào, tức quá chị ơi em chốt cho. Chứ em thấy vã lắm rồi, em vã lắm rồi. Nga Trần là 5245. Nguyên. Ô đồng hương của em. Ô đồng hương. Nó chặn đồng hương luôn. Nó thúc đẩy đại sứ cách ly á. Tiêu ngại. Tiêu ngại đã cách ly mà. Cái này là ngố rồi mày lên thoại đi. Em kêu hàng của em cho vào bao hết rồi chị ơi. Ai để biết tay bao không chi. Đại sứ cách ly của cái này còn cái anh nhỏ nữa hả? Còn đây là gì đây? Em bay lại đây em tới cái này cho chị không? Em chưa được đây hả? Em chưa cái nào luôn hả? Ô sao nãy giờ các bạn làm gì mà xong chưa? Sao kì nhỏ rồi. Cái này là bây giờ thử nó đẹp giá ma luôn. Đây 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 các bạn ơi, chỗ nó đẹp giá ma luôn. Đây phê cũ. Cái này là size 72, 105. Đây đây. Cái này là 252, chỗ nó đẹp giá ma luôn. Đây ai lấy cái G5 đây. Con dài cô cho em với hả người ta. Đây là đang là cái cô đó hả? Cho nhanh chị ơi. Ừ đây này. Đây cho nhanh bố cho đồ chị thấy vậy. Đây này có Thúy Thuần Trần Nguyên luôn này. Cho Thúy Thuần Trần Nguyên luôn đi. Đó. Chị Tuyền Hồ Ngọc chưa được đi nào luôn kìa.
Hai cô đấy, hai cục hàng em chưa khui luôn á hả? Đại sứ cách ly chào đồng chí. Dạ chị Trịnh hàng thêm phải không? Đây cho chị Trịnh. Cô đấy chị nhé, hàng này hàng cô mà có 105 thôi, hàng của BB Kit chị nhé. Hàng của BB xem. À rồi chết cha chết mẹ luôn, hàng này hàng cô khủng. Rồi hàng này hàng lên nữa. À Thúy Thần bỏ ra hả? Thúy Thần bỏ ra, cảm ơn cho tiền Hồ Ngọc. Ok. Hàng này hàng cô khủng 115. Nhóm size 17-33 à, đây này cho cô khủng nhé. Không, 13-17 bao nhiêu đi? Cái này 13-17. Cô cái này nó phức tạp lắm. Rồi 115, 115 mọi người nha. 115 13-18. Đúng rồi, cái này là 4-473. 473 cho Thúy Thúy. 473 Thúy Thúy. Rồi bây giờ cô khủng có mấy đi thôi phải không? Chia, cô khủng chia. Không, hàng này không có cho chốt trên line nữa. Chia, mỗi bạn một ri. Chia, đây. Hàng này về bán lời lên giùm em. Hàng này về bán lời lên giùm em. Hàng này hàng chia. Lớn lắm Nhung ơi. Mới được thả ra, mừng hết lớn. Cho một cái nè, cho cái này Nga Trần ri. Đây, cho Nga Trần ri. Rồi. Bạn nào chưa được đi nào nha. Bạn nào chưa được đi nào em ơi. Từ từ nè. Bao nhiêu tiền vậy? 115. Vân Nguyễn một ri. Văn Nguyễn một ri, Uyên Minh một ri, Uyên Minh một ri. Nào cho chị Hằng được thế nào chưa? Chị Hằng đã nhắn tin thông tin cọc chưa chị ơi? U cha ơi, khách sỉ của em còn chưa có mà. Mấy đứa? Mày. Chị ơi em chưa thấy. Văn Nguyễn, Uyên Minh. Có đâu? U. Cái này anh Thái mặc luôn. Tới mẹ vừa. Thôi, ưu tiên cho chị một ri đi. Nào, chị Trịnh Hằng ao ra phải cọc giùm em liền để em còn nhận đơn không là em xả đấy. Bởi vì có 2, 3, 4 ri của chị là em xả nhanh lắm. Báo em liền nhé. Rồi, Uyên Minh có rồi phải không? Nga Trần được mấy ri rồi? Nga Trần có ri à? Rồi thì cam kết cho ri, ai một ri nữa. Cho Nga Trần thêm ri nữa đi. Đây Nga Trần, đây Nga Trần. Thằng cổ khủng nghe em nhé. Đây Nga Trần đây. Khoan từ. Ừ. Em ghi rồi. Rồi, ghi đi. Dạ, Trịnh Hằng em lấy cho chị một ri rồi đó. Rồi cho Tuyền Hồ Ngọc một ri. Tuyền Hồ Ngọc một đi. Vân Nguyễn được ghi nào chưa? Đây, cái ghi này lúc đầu. Đây, Tuyền Hồ Ngọc, ghi 5. Đây, Vân Nguyễn này. Vân Nguyễn một đi. Vân Nguyễn một đi. Văn Nguyễn này. Đây, Vân Nguyễn chị Nhung Bùi một đi, còn không? Nhung Bùi một đi. Nhung Bùi. Dạ, chị Trịnh Hằng có mấy đi rồi? Chị Hằng chưa được. Rồi, tới Nguyễn cho đi. Tới Nguyễn đẹp đẹp. Đấy, đấy. Chết luôn, thằng này là chết luôn. Tới Nguyễn, đi mấy vậy em? Tới Nguyễn, cho thị cu một đi. Cúc cu, thị cu một đi. À, và thằng nào nó kêu cu cho thị đẹp nhất luôn. Nó nói xạo vậy à? Nó đục đục như thế này, nó kêu cho thị cu một đi đẹp nhất. Nhưng chả biết như đi nào, thiệt. Có mở mẫu ra nhưng mà đi nào bao nhiêu đi nào hết. Đẹp lắm. Cái đó của chị cu, ừ chị cu. Cúc cu à? Đúng. Thí Thí được mấy đi rồi? Con gái nhưng mà có cu. Rồi, Thúy Thúy đi. Thúy, mày đừng trúng đầu chị nha, cái là mẹ ta lè nữa, ta chết luôn ở chỗ. Rồi, Kim Nguyên, Quyên Nguyên, Kinh Nguyên một đi. Kim Nguyên. Có đâu cho Thúy Lê, hai đi. Rồi, Kim Nguyên được đi đen. Thúy Lê, hai đi. Thúy Lê chặn từ đầu giờ lại, giờ ngày mai nó lại chặn Facebook mình chết. Tình yêu của em. Cảm ơn Thúy Lê. Châm Hồ được đi nào chưa? Trời ơi sao mà mày mẹ số điện thoại của thằng chủ xưởng đâu gọi con xem mày còn xeo hàng nữa không? Cái sao xeo ít thế? Ừ, Châm Hồ. Ôi, ai Vân Bùi bị ẩn từ đầu đi. Alo? Châm Hồ à? Không thấy luôn hả? Đây này, em chuẩn bị like đấy. Hàng lửng đang chuẩn bị like. Trong hồ. Đây coi đây, chờ xíu để em coi cho. Bao hàng lửng ngố trên lai. Dạ. Chị nhắn Zalo cho em nha, chị cọc rồi nhưng mà chị nhắn Zalo cho em nha. Em nhận được cọc rồi đấy nhưng mà nhắn Zalo cho em nhé. Chị ơi, chị nhắn Zalo em nhá. Rồi. Còn không? Này bây giờ không được đi nào cho Thu Hà Dương một ri đi. Rồi. Thu Hà Dương đâu đi đây đi. Đó. Thu Hà Dương, cái này của ai đây? Thu Hà Dương. Cái này của Thu Hà Dương à?
Ôi, cô đẹp dã man luôn chị ơi. Này của Thu Hà Dương hả? Còn đâu cho tiền Hồ Ngọc đi nữa. Bố Nam bố đang ướm quần không à? Mà chưa có quần mặc, nó đang kiếm hàng quần, nó mặc khổ quá thế thôi rồi. Uyên Minh được mấy đi rồi? Chưa có. Cho Uyên Minh đi đi. Uyên Minh rồi đây rồi. Vậy thì cho chị Thu Hà Dương thêm đi nữa đi. Tiền Hồ Ngọc. Cái đó của tiền Hồ Ngọc, cái đó của tiền Hồ Ngọc em ơi. Màu nó đẹp. Rồi. Còn ông cho Thu Hà Dương thêm đi không? Cái này. Rồi, cái gì nhỉ? Thu Hà Dương. Thu Hà Dương. Rồi, khởi Thu Hà Dương thì xin ba ri. Mẫu đó cho em ri hả? Ừ. Dạ, chị ơi, em cảm ơn chị Trịnh Hằng. Em nhận đơn của chị, em nhận tiền của chị rồi. Đây. Ri 2 à? Hiện tại giờ lát nữa em xóa bớt bạn nhá. Nên hiện tại giờ em chưa đồng ý kết bạn với chị được. Nhưng mà xíu nữa em xóa bớt được. Em thấy ai mà ít tương tác thì em xóa. Tại vì Facebook bây giờ đang bị quá tải. Cái gì Zalo em đang bị vượt người rồi. Còn ông cho Trâm Hồ đi em. Rồi Trâm Hồ. Thu Hà Dương à? Thu Hà Dương à? Chị bỏ ra. Thu Hà Dương. Trâm Hồ. Trâm Hồ đi nào. Chưa thấy. Em còn một mã nữa nhá. Còn cái kia kìa, còn cái kia. Còn gì lấy sai đi tổng. Còn một ly trộn, còn một ly trộn. Nhắn chị mối. Chưa. Có rồi. Lấy cho một ly đi. Chưa. Đi Lê lấy hai đi rồi. Cho cho một. Còn một ly trộn. Có một trộn. Trộn cho một. Ừ, trộn cho một. Tắt đẹp mà. Ờ. Tấu thức khuya đấy chút hơn à. Thì khổ vậy chứ. Chị cu có rồi ạ, à. Chị cu có rồi, em thấy hết rồi đó, chị cu có rồi nha. Thêm không biết còn không, hồ nào cho chị 2-3 đi lưng phương nha. Dạ, để em coi nè. Hàng này hàng khủng, em còn một lô hàng gọi là khủng khủng khiếp đó. Hàng khủng khiếp, à còn 1 ri 72 này các bạn ạ. Cái này còn 1 ri 72, vừa ai hỏi em không nhớ ai. Còn sót 1 ri 72 hàng của BB. Lửng đây, bây giờ lửng đây, 72 còn 1 ri. Lượng 72 này, cái này có 90 bao nhiêu nhỉ? 105 phải không? 105. Này em ơi em mang 105. Mã bao nhiêu đây? Mã này là 254 còn sót ri. Rồi của có con, có con, có con. Đây là cây cổ. Còn gì nữa đâu? Còn không? Nam ơi cái này là gì Nam? Cái đó vốn là 139 đấy nhưng cho nên bán có 115 rồi. Em không biết là sao tự nhiên hôm nay nó lại nó bị nhầm cái mẹ đi, bà đang ngủ rồi, bà biết bill như thế nào im. Cái này nè, cái này mới là 139 nè. Cái hàng 2933. Cái hàng hồi nãy á là hàng sai, là hàng cổ cổ khủng, như cái hàng này nó còn to hơn nữa, cái hàng này chắc phải là tôi mặc vừa thôi. Hàng có quá, cái này là có khi bố con chen được luôn và các bạn em thanh niên như vậy này. Tôi mặc vừa không? Cái này đang là size 29 này. Tân vừa không? Nam vừa không? Nam thử coi Nam. Tân vừa, Nam vừa hay là thế nào vừa? Bình vừa không? Bình đít bự bự này. Bình bứt bệ mặc thử chị không ấy? Mặc thử chị không coi. Cái hàng này này nhóm size của nó là bao nhiêu nhỉ? 2733. Cái này là to nhất của BB. Hàng này hàng to nhất của BB. 2733 to nhất của BB. Rộng quá hả? Lại còn mặc quần trong nữa mà vẫn còn rộng hả? Nhân viên em mặc. Đây là nhân viên em đang mặc. Đẹp tuyệt vời. Ở trong nó còn quần kaki nha mọi người nhá. Ở trong còn quần kaki. Đít hơi tròn tí. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đẹp cực kỳ. Đấy mông. Đẹp tuyệt vời luôn. 2733. Hàng này là hàng siêu VIP. Ố nó đẹp lắm. Mua luôn. 100.000 đúng không? Quá rẻ luôn á. Cái này là 139. Cái này chỉ có 139 thôi. Cái hàng này đi xỉ cao lắm nha các bạn nha. Hàng của BB luôn á. Cùng là một dòng luôn. Rồi ai lấy mã này cơ mà nha. Lấy bao nhiêu ri? Các bạn được quyền lấy bao nhiêu ri? Hàng này hình như có một mã thôi phải không? Cái hàng này có một mã thôi không? Có một mã thôi đúng không Nam? 2733 đúng rồi, cái mã size nhóm size. Quên nhóm size 2933. Nhóm size 2933. Cái này là nhóm size 2933, nhóm size lớn nhất của hàng BB. Nha mọi người nhá. Chưa ạ. Nhóm size lớn nhất của BB và 3139, cho nhóm này là 139. Cái này về bán 3-400 ngàn một quần giúp em. 3-400 ngàn một quần giúp em. 24. Nó đẹp lắm, các ai bán mạnh thì lấy 2-3 ri tùy các bạn. Hàng này nó là hàng siêu VIP. Nó là dòng hàng siêu VIP mà chưa bao giờ nó sell. Chưa năm nào họ sell cái hàng này cả. Thực sự là em ôm BB
năm nào em ôm cũng ôm sale của hàng BB, nhưng mà chưa năm nào họ sale cái hàng này cả. Chỉ có năm nay họ sale hàng BB mà hàng size nhóm size cổ đấy thôi. Dịch quá mà, khổ. Nhưng mà hàng này thì lô 2 ri bốc đi, lô 2 ri. Có năm còn bao nhiêu ri? Bao nhiêu ri? À. Bắt đầu các bạn lấy bao nhiêu ri báo? Ri 5 phải không? Ri có 5 thôi nên bán rất là chạy luôn hàng này nha mọi người nha. Nó có một mã này duy nhất tại vì do là chị nói là cái hàng này là do chị cắt xong chị đóng đi cho order nhưng mà chị quên, tức là nó đóng bị sâu cái màu này. Màu này nó có giống như là bị rớt lại ấy. Nó quên dao, các bạn hình dung không ạ? Nó chuyện quên dao là chuyện xưởng nó hay có chuyện này lắm. Nên các em nó sell luôn. Em kiểm tra chính số lượng nào. Chị Hằng 2 đi. Chị Hằng nhớ cho em thông tin nhé, địa chỉ số điện thoại bên em, ngày mai em chốt đơn, tối nay em còn like nữa. Chị Hằng Thúy, chị Hằng 2 ri, Thúy. Trần Thị Lành 2 ri. Trần Thị Lành là bạn nào nhỉ? Rồi, chính là Suka Bẹt 2 ri. Ái Hoàng 2 ri. Cái hàng này là quá VIP luôn, em nói thật sự là hàng này nó rẻ kinh khủng. Rồi. Em cảm ơn chị. À, chị ở Tân Bình, Bình Thạnh hả? Ô, cứ ở Sài Gòn là em khoái thôi. Em cảm ơn chị. Mỹ Trang, Ái Hoàng. Mỹ Trang, Ái Hoàng, hàng này hàng siêu VIP. Hằng đang đi mua cái quần này tới là 600 mấy. Ừ, Mỹ Trang, Ái Hoàng, Vân Nguyễn. Chị Trần Thị Lạnh lấy 3 ri luôn chị ạ. Nó có một mã này thôi nha chị ơi. Trần Thị Lạnh. Ừ, Trần Thị Lạnh đấy. Trần Thị Lạnh 3 ri thôi. Đúng rồi, Châm Hồ 1 ri. Bao nhiêu? Mày chết mày. Cái mẹ ăn. Thế tối rồi. Ai lấy cổ khủng, em ăn cổ khủng. Bộ nhiều lắm luôn Thu Thủy ơi, bộ nhiều lắm. Bên em là bộ là chủ đạo mà. Mang 14 ri lên mở. Rồi, ok, rồi qua đi em nhanh lên nào. Rồi bắt đầu lên ngố nha. Lên ngố. Lên ngố, lên ngố, lên ngố. Cái hàng này sao còn 3 ri ở đây mày mở luôn chị Tân luôn nào. Tân, Tân, Tân. Hàng 1 này. Lấy tên rồi. Chị Ái Hoàng 1 ri thôi, đúng rồi. Cái này chưa nè, cái này còn một cái bộ với chai lát nữa em sẽ like. Tại vì bộ mới là chủ đạo bên em mà. Còn jean là nói chung túng lại là cái gì em cũng là chủ đạo ấy. Cái của cuộc đời em nhiều khi cái nhiều cũng khổ lắm. Con này nó đẹp, cái này mà không bán nhỉ. Ôi trời ơi, đẹp thế hả? Cái này là 261 còn sót ri. Cái này là size đại, nhóm size 16. Ai mà chuyên hàng này thì các bạn sẽ biết. Nhóm size 16 giá 95.000. Nhóm size 16, má 261 nha mọi người. Nhóm 216, má 261. Còn có ri thôi. Kem lưng quá, kem gì nhỉ, kem này 261 cho ăn lê còn gì nhỉ. Không, này 16 thì ạ. 16, 95.000 cho bạn gì đây nhỉ. Này này, ăn lê. Cái này lấy đâu ra vậy? Thôi, tiếp còn không? Còn 261 không? Ăn lê còn á. Đâu không? Mở đâu? Đấy, mở cái đang lên dài mà tự nhiên mày đưa cái đó. Còn nha. 261 ok. Cái này 261 còn 3 đi. Cái này 261 còn 3 đi, ai ủng hộ em luôn đi. Qua thiết kế chưa lên thiết kế luôn mà bây giờ. Đáng lắm. Thì phải like xong tin thì mới like được cái này 028. Mã này là 028. Ôi, nó đen. 028. Chủ nhật có xuống Củ Chi không? Có. Thôi làm gì xuống Củ Chi đây, đang cố gắng kiếm tiền để xuống Củ Chi, còn đi tắt mương tắt cá đây. Ba Trần à? Ba Trần. Tuần này nhà em mục đích là để xuống Củ Chi đấy. Tuần này em chỉ xuống chị thôi, em phấn đấu hôm nay em like. Từ giờ tới tối em like, tới tối tới khuya. Ngày mai đóng hàng, chủ nhật nghỉ để còn đi công chuyện. Em đi công tác. Chị có biết là em đi công tác xa một ngày. Kiếm tiền nữa để em xuống gặp chị em. Chủ nhật tuần này em không làm việc nha mọi người nhé. Em còn phải đi tắt cá, rồi nhà em hết cá ăn rồi. Nhà đi màu cua bắt ốc, bắt cào cào, trưng chấu, ăn con ngày. Cái này 028. Nhà em chủ nhật là có phương châm đi bắt cá ngoài ao các bạn, đi ngoài suối ngoài đồng đi bắt chuột. Rồi 028. Nói chung đi mò cua bắt ốc, đi kiếm cái ăn khổ. Mới có 1 triệu mà. Một con nó. Thôi. Xuống có 1 ví mà mất 1 triệu mà con nó thành F0 F1. Thế nó cục bây giờ là con mời hay là đuổi? Con sao? Còn con rừng lấy nó thì cho bạn nói hết. Bạn thôi có đuổi cũng không được đâu vì nó sẵn sàng hết rồi. Cái này là 0261 rồi. Rồi, áo lẻ tối nay chị ơi. Lát nữa rồi em lên đồ bộ. Bây giờ hàng ngố nha. Phân ngố xong chưa? Dưới cái con bao áo lẻ chị ạ, hôm qua lên nó giấu. Thế chị bóng xì ví đây này. Thế nữa. Bắt đầu em lên ngố nhí. Các thầy ơi. Ngố nhí, ai gọi nhiều hết. Alo. 6 giờ chị gọi cho em nhá. Em là có nhiều khách. 3 chuyến mấy ở này rồi. Chị nhầm. Siêu nhí kìa, ổn cương thế. Ôi, nhí cho kiếp. Cảm ơn chị có cái rồi, với chị có cái rồi. Nhí cho kiếp.
Cái này là hàng siêu nhí, hàng nhí của bạn à? Ừ, hàng siêu nhí trước đây. Hàng này là hàng 60-100. Nhóm size 60-100 các bạn nhé. Nhóm size 60-100 à. Đi 5 và 5 hả? Cái này phải lấy cho Kít rồi. Cái này phải lấy cho Kít rồi. Bốn này bữa trước lấy cho Kít cái rồi. Cho Kít một cái này hả? Bộ bên em nhiều lắm các bạn ơi. Bộ nhiều lắm. Em sẽ like tới 7 giờ đêm mà. Bộ là chủ đạo của bên em. Ngố nhỏ. Thôi ôi. Cưng giờ 75 ngàn. Nó rẻ vậy. Rẻ quá. Lô hôm nay được rẻ hơn lô mày vừa trước. Lô hôm nay rẻ hơn. Bà này bán bị mát đấy, nhiều khi bán lắm. Em có khi thảo xíu bà gọi điện em mày ơi, tao lộn giá không? Thôi nó đẹp lắm luôn các bạn ơi, 75 ngàn nhá. Ai lấy cơ một em này. Rồi mã này bắt đầu mã này 765, mã 765. 75 ngàn giá sale. Nha các chị lấy người mấy đi cho nhanh. Chị ơi nếu mà bộ thì bên em nó quá nhiều, tức là bộ mà size tới 70 80 kg là bên em nhiều lắm nha chị nhá. Em cứ nhắn Zalo đi, Diên Phạm ơi, điện thoại hiện tại giờ Zalo của em đang bị full. Lát em rảnh rảnh em sẽ xóa sạch họ hàng. Chó đều nhờ, Tuân cũng không có trong danh sách. Lát nữa là cứ ai ở trong họ hàng em xin lỗi em sẽ sạch. Em ưu tiên cho khách hàng của em. Mặt cả chớn chưa kìa. Mà em chưa có thời gian để em xóa. Lê Quỳnh Anh, ok một ri. Bây giờ nghe chị chốt cái siêu nhí có 10 100 rồi chứ có mấy ri mà bỏ rồi. Bây giờ mọi người lấy mấy ri xong. Tại vì nó được 10 lấy 100. Được bao nhiêu ri? Rồi cho đi. Lê Nguyễn Thu Hà, Lê Nguyễn Quỳnh Anh một ri. Rồi một ri. Tới Nguyễn một ri. Tới Nguyễn một ri. Mỹ Trang một ri. Quỳnh Anh à? Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh, Quỳnh Anh. Rồi Mỹ Trang. Mỹ Trang. Quay nè. Mỹ Trang. Mỹ Trang. Mỹ Trang tân nghi rồi. Lý Phan. Lý Phan. Nhí có cô ấy. Này bán đến bao nhiêu phí hả? Khói á, cái này là lửng đó nha Thúy Lê, cái này là lửng đấy chứ không phải dài đâu. Thúy Lê có chốt luôn đi. Nguyễn Loan. Cái này là quần của BB, quần của BB Kit mà 75.000 hàng nhí. Nha, hàng Nubon đó, cái hàng này là hàng size, nhóm size của nó là Kit mặc size số 1 đấy. Kit 15 kg mặc size số 1 đó. Kit mặc size số 1 đó. Còn một ri này. Hả? Quần nhiều lắm. Anh Quỳnh không? Rồi ai lấy con một em này. Vừa lửng vừa xanh vậy hôm trước em lấy 6 ri ở trên nhà chị rồi hả? Lấy chưa? Rồi cho Thùy Linh Ly đi đón nó hết đi. Đấy, còn hết đâu? Còn lỗ khác nữa. Thùy Linh Ly vẫn còn nữa. Còn lỗ nào chị Nhung Lý nữa. Để bán cho các bạn có 2 sự lựa chọn đi. Cứ một cho chị là con. Ừ, nha. Mở đi, mở đi, mở đi. Cho Thùy Dung Lê Ly đi em ơi. Cái này thực ra nãy giờ là bọn nó còn bốc ở hàng này thôi nè. Rồi, 313. Đẹp nha. Đây này 313. À cho Thúy Lê đi, cho Thúy Lê đi 313 này. Thúy Lê đây rồi. Mẫu khác ý đây. Thúy Lê nhá. Đây nhá, Thúy Lê ok chưa? Bố này hen. Thúy Lê này. Rồi ai lấy 313 còn ri nữa này. Rồi bà nhỏ bên kia này. Thúy Lê có ri đây chưa? Mỹ Trang là 2. Mỹ Trang. Mỹ Trang. Này thảy vô đi. Nhí này đi mấy nhỉ? Đi 5 chị ạ, đi 5. Rồi 313 cho xin đi Dung. Có đâu? Lê Quỳnh Anh. Lê Quỳnh Anh. Nguyễn, còn không? Cho lạnh đi. Lạnh luôn, còn không? Còn như con không? Rồi cái nhóm này nhóm size 19 cũng là ngố luôn. Nhóm size 19. Còn là con nhỏ nhất trong cái đi đó hả? Ừ, cái 5. Ngố nó đẹp. Cái này là 3861, nhóm size 19, nhóm size 19 chỉ có 79 ngàn thôi. Nha, nhóm size 19. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn, nhóm size 19 ai recommend. Nếu đây vài cái. Cái màu khói. Cái này một đi này đi, cái này này đẹp lắm luôn các bạn ơi. Mấy nó đẹp. Mấy. Rồi ai recommend này sao? Màu những cái này chất gì nó mệt lắm luôn. 79 ngàn cho chị Trần Thị Lành. Trần Thị Lành. Có sao lại thấy không đó? Rồi. Rồi Thu Hà Dương. Có 79 ngàn. Thu Hà Dương lệnh. Lệnh ok rồi. Lan Hồ. Mỹ Trang. Lửng bé gái hả? Tới Nguyễn vẫn đang chờ lửng bé gái hả? Thùy Dung Lê. Lý Pha. Lý Pha. Rồi màu bạc và đen. Rồi cho Đinh Vũ Hương Lan luôn. Cái này một mã này. Có tất cả luôn. Rồi.
Đây này, ai lấy có một khói? Rồi thì Dung Lê có chưa? Rồi. Dạ, bạc mấy khói hả chị ạ? Quần nó size mấy rồi chị? Thế này size 19. Khói này cho Ái Hoàng. Các bạn lấy đi có 79 ngàn là giá sale đấy. Số nhỏ nhất 18 ký mà vừa. 79 ngàn. Cái này là size số 1. Khói đâu cho Ái Hoàng? Số nhỏ nhất 18 ký mà vừa. Đó. Không, nó form bọn này nó gì nó form nó nhảy ít ít. Đó, ai lấy cho một em nhá. Khói. Rồi qua má. Rồi, bạn nào lấy khói cho mình khói tiếp đi. Thế mẹ, cái này mã bao nhiêu chị không ghi từ đâu có một đồng cho chị bao nhiêu? Cho chị Giá Ngọc ghi đi. Cho chị Giá Ngọc ghi. 3861. Này cho chị Giá Ngọc này. Không, cái này chỉ có nhiêu, chỉ có một size này thôi chị ạ. Giá Ngọc với Lê Kiều Hoa. Lê Kiều Hoa hàng này bán cao lên nhá. Có 14 ký đấy chị, nhưng mà em không bán lẻ đâu ạ. Giá Ngọc với Lê Kiều Hoa. Không bán lẻ các bạn ơi, khách lẻ đang online mà. Cái này nhóm to hơn hả? Khu Nguyễn nào ấy, khu Nguyễn Avatar lạ đẹp thế. Khu Nguyễn nào đây, cái nhóm này to hơn xíu này, em vẫn tính 79 ngàn thôi. To hơn xíu. 67 đi, cái này là nhóm size của nó là 11-19. Nhóm size 11-19, nhưng mà em vẫn tính mọi người 79 ngàn thôi nhá. Em vẫn tính cho cả nhà mình 79 ngàn, các bạn hình dung ạ. Đấy chị tính 1 riêng mời. Vẫn tính mọi người 79 ngàn, nhóm size 11-19 to hơn. Nó to hơn, nhỉ hơn một size, nhưng mà em tính mọi người 79 ngàn. Cần phải xác minh chính chủ. Rồi cái mã này là mã 3871. 387, gọi chung là 387. Rồi, 387, vẫn tính mọi người 79 nha. Nhắm đây mấy cây anh. Nha, 79 nha. Nhóm ngân. Size 11, 19. Rồi, lệnh. Lệnh, ố đẹp quá. Đẹp quá. Quần nó đẹp quá, em ưng lắm luôn. Thực sự em ưng mấy cái quần này lắm. Rồi, cho chị Đinh Vũ Hương Lan. Đinh Vũ Hương Lan, lệnh Đinh Vũ Hương Lan. Lành hai đi. Lành, em một ri đây nè. Trần Thị Lành á, Trần Thị Lành. Em đang like một mã này chị nha. Chị lấy 2 ri thì chị báo em. Rồi, Trần Thị Lành. Ai Nguyễn? Trần Thị Lành cho phải Ái Hoàng. À, ái Hoàng, Ái Hoàng. Mỹ Trang. Lạnh luôn. À lạnh có rồi, lạnh có rồi. Giá Ngọc. Thu Nguyễn nào đây, Thu Nguyễn ơi, báo lại Nhung ơi, em không bán lẻ. Lý Phan. Thu Nguyễn nào báo lại Nhung ơi, ở tỉnh nào thôi được rồi. Lý Phan, Giá Ngọc có chưa? Giá Ngọc có rồi. Rồi, Phan Giang. Phan Giang giả đi mẫu rồi Nam. Đúng. Phan Giang thả mẫu cho Tuân kìa. Đẹp quá. Hàng này đẹp ghê luôn. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Giờ em cọc nha chị, cọc đi, cọc nhanh lên. Cọc nhanh lên, bởi vì hàng này không có nhiều đâu. Có mấy đi em ơi. Được 3 đi, Đinh Vũ Hương Lan luôn. À, cho bạn gì nhỉ? Má bao nhiêu em ơi? Lê ri. Bỏ tâm bỏ à? Cho tí lê ri này đi em ơi. Cái này là size bao nhiêu? Vẫn size đó hả? 19, vẫn tính 79 ngàn cho các bạn luôn. Tại vì nó có ít. Rồi là 387, còn gì nữa chị ơi? 387 Lê Kiều Hoa đi. Lê Kiều Hoa. 387 Lê Kiều Hoa. Này 383. Này cho thủy cam tiếp đi em ơi. Thủy cam tiếp với Đinh Vũ Hương Lan. Đinh Vũ Hương Lan biết chưa? Hả? Đinh Vũ Hương Lan biết chưa? Giờ biết. Này, mẫu đâu? Đây đây đây. Đấy. Với lại Thúy Lê biết chưa? Thúy Lê, Thủy Cam, Đinh Vũ Hương Lan có 3 đi à? Biết chưa? Thúy Lê biết chưa? Ủa đẹp. 852. Má ơi, 852 có mấy đi? 852. Đổ mồ hôi, ướt hết. Thương bóng. Cảm ơn em yêu. Nóng lắm luôn nè, thấy không? Ngồi ở cái kho này là hả? Trên trần mái tôn. Em có rồi mừng quá. Thế rồi, 852 nóng đúng nóng lắm, 852 Ái Hoàng. Được mấy đi, 852 được mấy đi. Em ở thành phố Hồ Chí Minh, 852 này Ái Hoàng này em đây. Không lên nào nào nào. 852 Ái Hoàng với cho chị Trần Thị Lành. Trần Thị Lành, chị Thành Thị Lành có thông tin cho chị ơi, chị thông tin chưa? Thằng lấy thằng đá nó cho ok rồi, biết nữa. Mai nó chụp đi được rồi gắn chị. Nãy giờ có Ái đồng ý cái Trần Thị Lành. Nãy giờ em không có đồng ý. Ôi dồi ôi, điều hòa mà lắp vào đây thì không biết tháng nhiêu tiền điện. Tầm 20 triệu. Thật. Đây này, cửa nó tan hoang thế này mà. Cửa tan hoang thế này mà. Ê đây chị, một đi này này. Một đi gì đây này. Ồ, oh, oh my god, cái này chạy lại rồi. Được mấy đi? 21-29, nhóm size 21-29. Chị một đi này nha, lấy chị một đi 5 ri. Nhóm size 21-29, cái nhóm này dám size to. Giá nhiêu? Nhóm size 21-29 size to nha mọi người nha. 85 ngàn, hà chị An ơi thấy, bây giờ mới thấy. 85 ngàn. Nha, nhóm size to hơn một xíu, 21-29, nhóm size của nó 85 ngàn. Nhóm size 21-29, 85 ngàn. Đi 5 đúng không mọi người ơi? Cái mã này là mã 390. Chị 1 ri. Lô 1 ri. Thúy Lê Ái Hoàng. Không mấy đi, đâu rồi, đâu rồi.
uống sữa ít vào hết rồi. Được 5 ly. Có chị ơi. Bảo bình kia không? Ừ. Rồi tiếp cho bạn nào kế đó là Thu Hà Dương. Thu Hà Dương. Okay đó. Thu Hà Dương còn ghi cho Thủy Cam Kít. Thủy Cam Kít của em là ghi Thu Hà Dương nhé. Ừ. Anh ghi Thủy Cam Kít. Rồi cái này cũng là xe đài luôn, có ri duy nhất không? Có một ri duy nhất chị ạ, có một ri duy nhất nha. Hình như là Á Vân Bùi dặn em ấy. Ờ, nãy Á Vân Bùi nó gọi điện rồi chết rồi, không cho nó gì nào. Thấy chưa? Nghiệp ẩn, thấy chứ thương nó vậy. Chốt thế này đây. Trên có bị khóa hết tất cả các nick lấy hàng. Thì chốt trên Zalo, mà chốt cứ thế này thì chết rồi. Nhật em nó chả để ý. Mày coi có bên mã mà mày không thấy. Thẳng lời thì bây giờ sao? Thua rồi, bây giờ lo đi kiếm một số điện thoại khác lập. Bây giờ sao cho lại cho lạnh đi. Cho lạnh đi, bây giờ các bạn cũng đang coi live này. Ai mất bản mã bao nhiêu đây, mã vừa nãy là mã bao nhiêu mà có lạnh đấy. Còn đi nữa là lạnh đi, Na Nguyễn đi. Na Nguyễn đi, 85 là Na Nguyễn viết giá em nhé. Na Nguyễn đây lạnh nha. 85 hay là còn sót một đi này, cái này còn sót một đi nhí này. Nhóm size 119, nhóm size 19. Nhóm size 19 386 còn sót đi. Lấy đi các bạn ơi chứ không có đâu. Cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này bao nhiêu nhỉ? 79 nhỉ? 79 nhỉ? Lệnh mấy cái gì nữa? Đầy nhóc đây này, chị tưởng hết rồi. Rồi cho bạn ai đây? Kế lệnh là bạn Na Nguyễn. Na Nguyễn có rồi. Kế Na Nguyễn nó có rồi thì tới lượt bạn Nít. Lấy chị một ri luôn đây. Ủa ta biết chứ liền. Ghi cho Nguyễn đi. Nguyễn, Na Nguyễn, 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 Nguyễn. Các bạn cứ kết bạn Zalo em đi nhá. Các bạn cứ kết Zalo đi. Nó là 79 em ơi. Các bạn ơi, ai mà xỉ mới em gửi số tài khoản các bạn cứ chuyển cọc 1 triệu và nhắn đầy đủ thông tin là các bạn được chốt nhá. À Nhi Nhi là Ái Hoàng. Cái này Ái Hoàng. À Nhi Hoàng, chị xin lỗi Nhi Hoàng, Nhi Hoàng. Nhi Hoàng. Các bạn nhắn cho em thông tin là được nhá. Đâu hết luôn. 386 còn rất nhiều. Rồi. Nhi Hoàng, rồi ok. Môn Lê có được phải không? Em cặp rồi là Diên Phạm là ai vậy? Nhắn giùm em là Diên Phạm. Em thấy Diên Phạm rồi, cho em thông tin đi ạ. Em không chưa kết bạn được, để lát em xóa nội ngoại đi xong rồi em đồng ý kết bạn các bạn. Lát nữa là thân bằng quyến thuộc chúng tôi xin xóa hết. Giờ này là giờ làm ăn được khỏi kết bạn nữa nhưng rồi. Lúc giờ liên lạc với người khác các bạn với em à. Tưởng có dễ kết bạn với em và một đi cô với em cả. Cái này cô quá không kết bạn này. Cái này không đẹp vậy, tôi phải bán cái đó cho chị luôn đi. Không cho nhận tin nhắn cho cô luôn này. Đấy, đi lòng làm hàng, xăm làm bằng sai chưa. Đúng rồi, hiện tại giờ chưa kết bạn được, để lát nữa em rảnh em xóa bớt ra. Đi mấy, 6 rồi, 85 nha. Đây, chú em. Rồi còn cái gì đó, còn nó không một này. 16 cái nhóm size 16 còn sót đi này, ai lấy luôn để em bắt đầu. Em còn qua hàng đồ bộ với hàng thiết kế, em còn qua đồ bộ với hàng thiết kế. Ôi, nó đẹp đẹp dạ, cho thằng chó con đi thì chắc chắn cái nào phải chung cho con bé cái. Cái này 743 cho nó đẹp giá man kèm lên đi. Em mã nó là mã bao nhiêu nhỉ? Mã đầu tiên 743. Cái này là size 16 nha mọi người nha, 95.000. 743. Để em coi, Nam ơi, cái quần lửng, riêng lửng bé trai này nè, mà hàng cổ ấy, còn nằm kia nào. Cái hàng hôm trước mình nằm đây. Cứ lấy đi, đến lúc đến 72 đâu thì sao phải đến 20 chị không? Hôm trước like 72 chị vắng nhà nên vậy không có like được nhiều. Cái này là, cái này của ai đây này? Cái này đầu tiên cho lệnh này, cái này cho. Cái này không phải, cái này là sai đại thôi, lệnh, cái này của lệnh mấy đây này. Rồi ok, chị Diễn. Cái đó là giá bao nhiêu? 95.000, lạnh 95.000. Còn không? Cái này còn bao nhiêu ấy em? Má mở mấy này cho chị Nhung đi. 1074.
hàng BB các bạn biết rồi đúng không? Hàng này là hàng siêu đỉnh đấy, mà có 95 ngàn thôi, giá treo đấy. Tư này dài 16 gì đúng không? Đúng rồi, còn sót ri nữa này. Dạ. Gì còn sót ri này, còn sót ri 261. Còn sót ri 261 ngầu giá man không hề rách nha. Nó ngầu nha mọi người nha. Nó đóng nắp như vậy này, 261, ai lấy cho em 261. Em nhà chị Nha hả? Thu Nguyễn chuyển khoản cọc chưa? Cọc giùm em với, em chưa thấy thông tin và chưa thấy cọc của chị Thu Nguyễn nhá. Cọc giúp em để em nhận hàng. Nguyễn Thị Thu, nhắn thông tin cho chị Nhung với. Thu Nguyễn ơi, nhắn thông tin đi. Số điện thoại ép Zalo đi, để lát nữa Nhung xóa bớt người đi, xong rồi em đồng ý các bạn xỉ vô nhá. Rồi cái này ai lấy cho mình giùm em, má này là má 026. Zalo bạn chế gì? Có mấy ngàn thôi à. Mấy gì? Lát ngộ ngoại cái đó. Để khỏi ngoại. Thì giúp em đúng 100 người. Thế đợt đợt có cái gì tăng tương tác cho em nhiều like không? Thằng nào không quen biết, không phá hết. Đó là gì? À, sai cô hả? Ừ. Còn đi cô, còn mớ cô mọi người ơi, còn mớ cô, còn cô. Cái này là 014 các bạn ạ, 0124 còn sót đi này. 014 còn sót đi, kèm dây nịt nha. 014 luôn, là lạnh có lấy luôn này. À, 014 đây này. Còn ri, đó, cảm ơn Thu Nguyễn, chị thấy cọc rồi nhưng mà phải cho thông tin. Chưa chưa, cái này vẫn là đang là lại. Nè, còn 026 không ai chốt à? Ừ, 014, ai lấy 014 trộn. 026 không ai chốt. Không, lật qua. Rồi, còn sót đi. Bây giờ em sẽ lên coi xem còn cái gì. Cái này bỏ lại đi, rồi giờ qua đi, qua hàng này đi em. Qua cái bọn này đi. Qua mấy này xếp gọn lại, chị Nhung để chị Nhung lên cái hàng của cô cho các bạn. Cô còn mấy đi này thôi chị Nhung. Cô kia là cái gì mà đem lên đằng đó nhiều vậy em? Dài 386. Mở này em ạ. Còn nhiều vậy đấy nhỉ. Rồi, mở cô đi em ơi. Mở đi nắm, con mở đó, không phải là mở. Cô, để coi xem, đây không vẫn là cô dài, chưa có cô lửng. Ừ, để nam nó xuống, nó không dưới, kho dưới nó lại tiếp tục nó bới hàng này. Ôi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá. Hàng này là 72, nhóm size 72, một mấy nhỉ? Một bao nhiêu? 75, đợi chút xíu, thấy thu hàng có 105 thôi, hàng cồ mọi người nha, 72 á, nhóm size 72. Bữa nay mới được giá 105, bữa trước không có giá này đâu bé nha. Đúng rồi. Hôm nay là chỉ có giá này mọi người nha, hàng này là hôm nay chỉ có hôm nay thôi mọi người ơi, chứ hàng này là cao lắm nha. Bữa trước không được giá này luôn á. Hôm nay còn ít, xong rồi kiểu dạng nước gom sạch không sạch không sạch luôn á. Các bạn nha, 105 cho đi. Rồi 105 mọi người nha, 105. Đó, như vậy. Còn mấy đi không biết nữa, chả biết còn mấy đi nữa. Mà cứ chốt đi đây này. Mấy đi? 89 đi hả? 742 có mấy đi? 742. 742 đây là một đi này. Nào, 742 trước này 105. 742 đầu tiên cho bạn nào đây này, từ nào? Ai đầu tiên hả? 742 cho chị Hà Chị An. Hà Chị An. Rồi, 742 em đi mẫu của chị đâu? 742 Hà Chị An đi 6 vào em. Lê Quỳnh Anh. Lê Quỳnh Anh. 742 một ri nữa cho Thủy Cam Kít. Thấy không? Thủy Cam Kít ok hết luôn. Còn không? Thủy Cam Kít em. Đây cái đó sai to đúng không? Còn không? Rồi, này, Thu Hà Trương còn không? Còn ba Hà Dương, Thu Hà Trương. Cái này của em là Thu. Cái này là Thu Hà Trương. Chết. Hai đứa nó lại trùng nhau ghê vậy. Cái kia là Dương. Rồi Lý Phan. Phan còn không? Còn không? Còn một đi cho chị Trần Thị Lành. Phan. Trần Thị Lành. Trần Thị Lành hay quá. Ôi hay quá ha, hàng về nó còn chưa khui nữa. Trần Thị Lành. Ăng Lê. Ăng Lê. Thấy đi em ơi, khui hết ra đi, đằng nào cũng phải hàng zin phải lui hết ra chị Nhung. Phan không phải ra đây. Chờ xíu. Cái nó cho chị hàng, chị hàng gì nhỉ, con không? Nhung Bùi Ăn Lê. Ăn Lê rồi. Nhung Bùi Lạnh. Nhung Bùi Nhung Bùi lạnh Mỹ Trang con không? Lạnh. Nam ơi, có bao nhiêu bao mày khui hết rồi chị Nhung mày ơi. Trời ơi em út nhỉ. Mỹ Trang Môn Lê. Tao ước bây giờ tao có một cái sân bóng tao lai hàng. Nhà dài quá mệt. Mỹ Trang. Có Bun Lê chưa? Không. Na Nguyễn. Để bóng lên cho nó.
Ờ, Na Nguyễn. Không bán lẻ chị ơi. Thì cam kết có chưa chị? Rồi. Na Nguyễn có rồi. Thì cam kết có rồi, ăn lên. Không, Uyên Minh. Thì cam kết có rồi, Uyên Minh. Mun lên có chưa? Rồi. Em được một ly rồi. Hả? Đây. Thu Nguyễn mới. Em ơi, Thu Nguyễn mới nhắn Zalo Nhung mới nha, để chị còn đồng ý với em. Mà không kết bạn được, đúng rồi, lát nữa em sẽ kết bạn sau. Ờ, em ghi Thu Nguyễn mới, tại nhiều bạn Thu Nguyễn lắm. Chết Thu Nguyễn chủ quá. Ừ, sao hên hả? Nhiều bạn. Có, Thu Hà Trương được một ri. Có mỗi màu hai ri. Cho Hà chị ăn thêm một ri nữa em ạ. Hà chị ăn thêm một ri nữa. Thu Nguyễn mới có rồi. Được Ánh Nguyệt đấy, được mà. Nhưng mà thích hạ vaccine 2 mũi chưa? Rồi đã F0 chưa? F0 thì tới nhà chị Nhung. Còn không thì ở nhà đi. Còn không thì ở nhà. Nè. Còn đi hả? Làm đây là... Con chào bà à. Chị nói tao khổ quá. Còn đi hả? Bỏ ra chị Nhung lại đi. Cái này là bao nhiêu nhà? 1.15 phải không? Cái hàng này cũng chuẩn. Ê, được rồi, mã bao nhiêu? Sao em nhắm sao bao nhiêu? 13, 18 đó. Nào, còn cái hàng nào nữa Nam ơi? Cái này là cô khủng rồi. Hàng khủng nhóm size 13, 18 rồi. Cái nào bóng lại ở trong đó còn không? À, rồi, nó đi ra rồi. Cái nhóm size là 115 hàng hàng to hơn nữa. 115 hàng to hơn nữa nha mọi người. Nãy chị hàng gì biết chưa? Chưa 115 là cho chị hàng luôn. 115, ừ, cho chị hàng luôn đi này đi. Từ từ để chị coi xem. Từ từ coi xem. Từ đằng nào cũng các bạn lỡ rồi. Đáng chờ xíu để nó cái này này. Cho đưa hết hàng này. Đừng có để như vậy là mất hàng luôn em tìm đi đây nè. Đó đúng rồi. Ủa cái quần hồi nãy anh Nam đưa ra chị Nhung đâu? Thấy cái gì có một cái đây này ngay bên Nhung đúng không? Lúc anh bảo mày viết anh đưa cho mày. Xong cái này mới cho mày mới. Đây là gì? À, đi đó, đi rồi đó. Đó rồi. Cái quần này nam vừa thầy ra chị ấy. Nãy nam thầy. Lấy mở ra để đây cho ngay thằng đi vác đó. Tưởng có. Cái mẫu để đâu? Rồi bắt đầu từ cái nhóm 72. Ôi dồi ôi. Trời ơi. Giá ma luôn. Đẹp 718. Trời ơi nó đẹp nhá. 718. Ừ, đây? Má 718. 105. 72 à? 72 à? Nhóm size 72. Trời ơi còn đúng 2 ri các bạn ơi. Trời ơi nó đẹp. Kinh khủng khiếp luôn. Má 718. Bao nhiêu? Rồi Trinh Lê. 715 à? Trinh Lê. Trinh Lê. Chị Nhung Bùi. Còn không? Đây này của Trinh Lê này. Trinh Lê đồ vậy ai? Không ném được đâu. Đâu thì gì đâu. Trời ơi nó đẹp. Cái này nó sang lắm luôn nha, màu bạc bạc như vậy. Nó mà nhắn to rồi em ơi. Không 72 đó mà không nó to vậy đâu. Cô này. 7153. Cái này là 715. 715. Trời ơi đằng sau này. Nó màu bạc. 715. 715. Cho luôn đi, cho Mỹ Trang đi. Này tay to lắm. Đây là Mỹ Trang. Còn không? Tân đâu hết rồi. Ơi, còn không? Rồi, cho thêm, em viết luôn cho chị Nhung đi, em viết luôn đi. Ai trên cùng đây? Mỹ Trang, xong rồi tới bạn nào đây? Mỹ Trang rồi. Cho bạn gì nhỉ? Nhung Bùi luôn em ạ. Cái này của chị Tuyết đúng không? Ừ. Nhung Bùi luôn. Hết tiền rồi, không lấy đi nữa. Còn không? Hết tiền rồi. Nam ơi, đằng nào em phải đưa hết hàng đó cho chị Nhung đi ra đi. Thêm tên nịt nhé. Ôi, nó đẹp. Mã bao nhiêu đấy? Vẫn đang 72 đúng không? Vẫn là nhóm size 72, có 105. Ôi, hôm nay hàng này sale kìa. Cái này là 804, đẹp nhờ. Thiệt sự luôn, size cổ 804, đẹp lắm luôn các tình yêu mà không lấy những cái hàng này là chết luôn, nó uổng lắm luôn. 804, có mình đúng 804. 804 thì bên 804 nha mọi người nha, mã này là mã 804. Cái này nó có số bán đúng xương, đúng số cái chợ bán đúng xương. Em được 1, 2 gì đó là Thu Nguyên ạ, chốt đi em ạ. Chứ không là hàng này không có nhiều đâu. 804 nha.
siêu cao cấp 804 thôi. 804. Còn đâu? Tiền Hồ Ngọc 804 là tiền Hồ Ngọc. Ơi 804 cho tiền Hồ Ngọc. Con trai, con trai. Giờ này mẹ chỉ thua, mẹ chỉ là gì không có gọi đợi mẹ được. Chứ nó mẹ chỉ đấy. Con cần làm xong để nộp bài cho cô có không đi chơi. Ơ, thế lửa này đâu? À, tối vẫn học trên máy tính. Có một lượng cồ duy nhất, có một lượng cồ duy nhất. Cái này có một lượng cồ, cái hàng này là hàng cồ khủng. Hàng này, rồi. Một lượng cồ duy nhất mọi người nha, hàng này là hàng cồ khủng. Nó chống xài lớn á. Giá bao nhiêu tiền? 95 ngàn. Cồ khủng, 95 ngàn, có đúng một ly duy nhất thôi. Hàng khủng. Cô ai lấy không, em lấy nè. Cô Hà Trương. Cô Hà Trương đúng không? Lượng cồ. Ủa, khoan khoan thôi, cái này khủng hết rồi. Lấy một cái này thôi. Lượng khủng là 95 x 5 à, nhân 6 à. Cái này ra trộn mất rồi, ai lấy trộn có bằng trộn được không? Cô Hà Trương ơi, cái này ra trộn lên ạ. Nó bị dính một cái khói thôi. Tôi lấy một cái khói. Trộn trộn có bằng trộn được em đi 95 à. Thôi chưa chưa, trộn 95. Đánh lên giờ này mẹ chưa chỉ được đâu. Lấn một cái khói. Mẹ đang đi ra. Ơ thưa mình ra chưa chỉ được không? 1, 2 này. Nhạc nhỉ? Đúng rồi chị, đúng rồi chị Nhung Bùi. Trộn cho Cô Hà Dương. Em ơi, cái đó của Thu Hà Dương. Dương hay Trương? Dương, Dương. Ô, đô, đó. Mày đọc ra hai người cứ giống nhau quá. Dương hả? Con ơi! Trên đất mà. Ta trên đất được 10 vòng. Thêm 200 vòng. Còn em đi ra, còn hàng không trong đó? Thôi đi ra đây mở hàng đi em ơi. 803 còn sót đi. Còn sót 803 mọi người. Sai bao nhiêu về 803 nhóm 72. 803 nhóm 72 rồi đấy. 803. 803 nhóm 72. Để lấy xin là chỉ cho chứ giờ mày chỉ mày theo gì không kịp đâu. Không không có rồi, Thu Hà Trương á. Thu Hà Trương không có, Thu Hà Trương không có. 803, để coi xem còn lượng không, để kiếm cho. 803 6. Thu Hà Trương ơi, cho trước 803. Giờ này làm sao mà mẹ kịp được. Vì gì ấy mẹ còn phải ghi mà. Thôi bây giờ là mở đi, mở mẫu đi xong rồi để lại còn like hàng khác đi, like gì nữa, like nữa, lát nữa bỗng dưng bà Nhung bà lại offline 2 tháng rồi còn chết mẹ luôn. Ê quần này đẹp nhờ, trời ơi. À, ôi cái quần này, má ơi quần đẹp dữ vậy trời. Ôi nó đẹp. Ôi 200, cái này là hàng khủng to, cái hàng này là hàng 115, hàng này là nhóm size 23-28, cái hàng này là hàng khủng nữa, nhóm size 23-28. Nhóm size 2328 mọi người nhé. Còn to hơn nữa đó. Ừ. Tức là hàng khủng nữa đó. Ừ, ừ. Nhóm size 2328 giá sỉ đang đi là 219 nha. Này mình đi có 115 à. 115. Còn 13, 18 chứ. Không, 2328 còn to hơn nữa. Một size đấy, mà tôi tính bằng giá 3328 giá kia. Má bao nhiêu cái gì? Má bao nhiêu cái gì? Má bao nhiêu cái gì? Đây của chị Trần Thị Lành. 105 à 115 à. Nhân mấy ca nhân 6. Trần Thị Lành, Trần Thị Lành đây ở đây. À Trần Thị Lành. Lành. Tiền Lành á. Tiền Lành đây ạ. Này toàn cái hàng đẹp không à? 72 đúng không? 72 một bao nhiêu? 105. 105. Để đi coi cho, đẩy đi coi cho bé Thanh Ngọc. Má bao nhiêu ấy? Một. Má này là má 804 còn ri duy nhất thôi. 804 còn đúng một ri duy nhất, 105. 804. Lưng thùng. Trời ơi, em ơi, hàng cồ là phải lấy lưng khóa. Các em nó lớn rồi. Nó mới xa nhá. Lưng khóa nó mới xa. Hàng này là hàng siêu VIP mà. Tập trung được. Đã chưa? Ồ, nó đẹp lắm luôn này. Dạ, lửng cô. Dạ, vâng, để em coi cho. Cái này của Thu Nguyên có gì? Thu Nguyên mới. Nè, con coi này. Nhưng mà nó cứ quay một vòng á, là nó sẽ dài. Mới. Nó sẽ đi hết được một vòng. Nó màu bạc này. Thu Nguyên này. Các
bạn nhìn hàng là thế thôi. Này là cái chu bi nhân nhân cho này. Này màu bạc này, này màu đẹp giá mà màu bạc này. Cái mã này 797 nói rồi 797 phải lấy cái tu viên lên 797 lấy 797 không phải 797 lấy cái đường kính nhanh cho cái này 797 có thể luôn 797 797 một vòng năm là bằng một đẹp kinh khủng thế đó là hàng đẹp kinh khủng 797 nhá còn ring không được luôn 797 lấy nốt đi các bạn rồi bây giờ đang nhóm 72 đúng không cung nguyên mới như này chị 77 bao nhiêu đấy mà 80 84 lửng có trong thai nay 200 mấy giờ còn giờ này chắc mọi người đi ra hai hết rồi Vin tôi mệt quá rồi nên các bạn ra hết rồi. Rồi bây giờ lên cái gì nữa? Các bạn thích em lên cái gì nữa lên. Thôi qua cái hàng này đi bởi vì nó còn khoảng tầm chục ly nữa thôi không còn đáng gì cả. Em ơi cái quần này đừng để như vậy. Nó mất một cái rồi. Mất một cái quần là lỗ phải tới gần 6 ly lận á. Này em ơi. Quần đấy chị đừng tìm được ly đó rồi. Thôi qua. Nghỉ, bây giờ like cái gì nhỉ? Qua zin, bây giờ là 5 giờ. Qua zin là 5 giờ. Xíu đi bé, nghỉ 5-10 phút em ngưng nha mọi người nha, ngưng nha. Xong lát nữa chúng ta lại lên theo hàng tiếp. Kiếm sung quá rồi lại nghỉ luôn 2 tuần bây giờ bữa nghỉ với bà thôi chị Nhung đẻ về cái gì Nhung đẻ em tắt like nha mọi người nha em tắt like cho em nghỉ đúng 10 phút nghỉ đi vệ sinh uống nước giải quyết thần sầu xong chúng ta lên lại nhưng mà lát nữa sẽ lên đồ bộ với đồ lát nữa tí lên nữa 6 giờ đúng rồi lát nữa em sẽ lên đồ bộ với đầm mọi người nhá đồ bộ với đầm với áo lẻ đồ bộ áo đầm và lẻ nha mọi người nhá 797 các bạn làm thì nhận lạnh 773 797 hồi vừa đặt xong đó em tìm đi 797 vừa đặt cái viên mẫu vừa mở đến cắt đi nhé vừa cắt ra 797 lạnh mất cái gì của nó rồi chúng ta sẽ ngưng khoảng tầm đúng 30 phút lên quần dài đi chị ôi thế nãy giờ em mới vô lại à lạnh mới vô lại à chị thì đang like quần dài các bạn lấy nhiều nữa các bạn thấy ngán ngán nên chị qua đi chứ hến hả? Hến thì nấu lẩu thái đi. Ăn đi. Nhưng mà em phải kèm thêm cái gì đấy chứ nhờ có nguyên hến em nấu thì sao? Bố anh đi. Em nấu lẩu thái. Thì nó rất là nấu cháo hến đi cho nha. Bố cháo hến thì xong rồi mua thì là bỏ vào ăn sụt. Ngon quá. Xong rồi anh chừa cho em tới tận mấy ký lượng nhiều lắm á. Để mua em phải được bao nhiêu? Không. Mua xả, mua gì nhỉ? Xúc bánh tráng hả? Mua ớt cay cay ra đây đầu tiên. Sáng gì không giòn, ăn cái lòng. Xong xúc bánh tráng ăn. Ngon đấy. Giờ luộc lên. Thái đang dạy cho con đi học buổi chiều là phải dạy các con học. Một phần là anh xả. Buổi chiều là anh nấu cháo hến. Không quần dài đấy là này. Là với bà. Trời đói quá thèm quá. 803 còn sót ri. 123. 132 123. 803 còn đúng 1 ri, 803 còn 1 ri. 712 đúng không? 803 nhóm size đại nha. Lận ơi, nhóm này size cổ á, nhóm size 72 đó. Anh chừa ít lát nữa lấu. Ê nhưng mà anh ơi, hến nó mát đậu xanh mát ăn vào tối mới cơm. Hến nhiều. Nhiều hến thì họ nhà mát rồi. 803 còn ri. Còn lấy vỏ bỏ lấy. Còn nó mà làm gì phải nghêu. Nó là nghêu mà. Nghêu. Con nhỏ tí tí nghêu gì nghêu nhà mày à? Nhỏ. Không bây giờ nghe. Con này là mất kiến thức tuổi thơ để cho bây giờ nấu rau muống. Nấu rau muống này. Sáng nấu rau muống được cô. Nấu rau muống rồi cháu nấu là. Tại chúng ta ăn sao nó không biết cái gì đâu. Cháu này trứng rau gì? Tập trung vào lên sao. Hái sao trên trời. Bảy đây này 797 này 797 hồi nãy lạnh con ghi chưa? Đấy của lạnh này 797 của lạnh. Em ghi chưa? Chưa. Ở đây. Mở mấy cái lạ đi em ơi. 803 này mở cho lạnh ri nào. Ri bé gái có nhiều. Đây này lạnh ơi lấy cái này này em này. À tấm bông ba vừa mở ra rồi hả? Rồi để qua đi, cắt đi. Đây này cái xanh xanh này này. Mấy cái lạ lạ cho bé lạnh lấy 1 2 ri nữa để chúng ta còn chiến khác khác. Có cái này mở rồi, 803 mở. 803 mở rồi. Như kia có màu xanh super kìa. Ừ cái đó thì đẹp, nhìn là thì đẹp này em ơi. Đó, má đó lấy má này đó hai đi đó thôi là đừng lấy bướm cho em nha ừ có bướm rồi đừng lấy thề mà cho các chị với em trời ơi nó đẹp này thôi để chân lạnh cho lấy trời ơi nó đẹp này 703 703 trời ơi sót đâu ra một ri đẹp như vậy trời
đâu ra sót một ri như vậy trời. Trời ơi má ơi, đâu ra một ri mà đẹp như thế này, 803. Đâu ra sót cái ri này trời. À 703 kia, 703. Đâu ra sót một ri thần thánh rồi trời. Đẹp quá, lạnh có lấy không? Chị biết lấy này. Nhớ cái này nha. Đẹp quá. Lạnh lấy đi đó đi em ạ. Lạnh lấy luôn. À 803 rồi xong thả chị ăn. Này, 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 703 còn không? Lạnh chậm thế. Cái nhóm size này nhóm size tới 2328 này. Nó đang đi là 215, nó đang đi giá xỉ là 215. Đây. Đây. Đi trộn. Trộn cho ăn lên. Đấy cũng qua nãy cho họ đi ăn không đi một tăng. Ờ. Nè trộn này trộn ăn lên. Đâu đâu ăn lên đi 5 đi 6, 6 hết ạ. Còn gì nữa? Nào mở tiếp đi, mở tiếp đi. Không gì nữa. Bên đó là hàng gì? Hàng 16 á, lạnh có lấy không? Tại lấy chưa? Lấy giờ đi đâu? Còn bên không lấy, còn đi bên không. Bỏ cái màu xanh cho hai chị ăn đúng không? Đẹp quá trời. Cho ra cạnh cho nó xem hai đứa. Ôi. Cái này là 772 cho nó sót 72 vậy. Em khoé hồi giòn thôi. 105. Hết sạch đâu có ri nào lượng cổ đâu, không có rừng nào hết. Cái nhóm size 712 này, 772. 772. 772 nha mọi người nhé, 772 còn ri này. Đấy lại lấy đi này. Đồng hương 50 cho 2 ri cồn lửng hả? Còn không? Cồn lửng không có. Đồng hương nam hả? Đấy không phải chưa. Còn ri đó lấy luôn đi, lạnh không? Đẹp quá chịu không nổi luôn. Còn ri đó, lửng. Thôi không ai được, ngưng đây nhá. Đây 772 cho lấy tam hết rồi. Ai lấy tam? Lấy cái bào nào? Hết luôn rồi, hết sạch hàng rồi đó. Còn gì nữa? Em không bán được cô, còn mí với đạn, còn mí đạn. Lấy cho con đi xe em ăn rồi. Đây này, còn mí lại đây hả? Dạ, mấy đi lửng cái thôi, chưa nó chưa vào cái dùng mã đen nhà kìa nha. Nặng lắm thật. Đi lửng là... Đây này, em lên 3 mã đó thì hàng 16 mà hàng xây đại á, 16, nhóm xây 16. Nhóm xây 16 này. Cái đó là hàng dài, hàng gì Nam ơi? Hàng dài. Nắm tay một cái này thôi, đó đây mình kịp, mình kịp biết ngay là phải để ý cái gì. Còn sót mã này thôi các bạn ạ, còn sót mã này không? Đâu không nhiều ấy. Đây, còn sót mỗi mã này thôi. 026. 026 còn sót đi này. 026 nhá, 026 này lại nói đẹp lắm luôn. Chôm, cho em đi chị trước. Hai con thư bà chiên hả? Có đúng rồi, tôi biết nhập máy thư bà chiên ơi. Thôi được rồi, thôi là qua đi. Cái quần của thằng Bình đang cầm cũng mã đẹp kìa, mã đó của ai? Chúng ta qua đi, qua mẫu đi nha mọi người nhé. Thôi nghỉ nhá, ngưng xíu đi, nghỉ ngơi xíu đi. Xong rồi lát nữa em vô lại. Lát thì sẽ lên xét mấy bộ, mấy áo lẻ. Tối nay thì chủ yếu là những cái hàng đó thôi. Còn không có jean nữa mọi người ạ. Jean chắc phải ngưng phải cả tuần đấy. Rồi tạm biệt các bạn ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lát nữa.